21 phiên bản 21 nè. Hả? À, mạng tối nay chậm. Chị hả? Mạng tối chậm hả? Chị thoát ra vô lại đi. Mấy chị nào chậm mấy chị thoát ra vô lại nha. Mạng tôi lên giá cao hơn. Dạ đúng rồi. Không. Tại vì hàng em sale quá nên em máy lên là giá 220 lận. Nhưng mà em còn lẻ sai. Em đây leo lại 160-170. Rồi vậy là ơn bộ tóc này thì chốt bộ tóc giùm em. Bộ tóc này xả cho mấy chị là 15.000 luôn. Đó, 15.000 nha mấy chị ha, 15.000. Bộ tóc em là thường là giá cao hơn bộ bông nha chị. Tại bộ bông em mới về mà đặt mai luôn. Qua bán 19 đó chị ơi. Xong qua bán 19 đó rồi chị nào ưng thì chốt cho em xả hết cho chị luôn. 15 ngàn thôi. Thường mà thu lên đó là tay ngắn em bán 210. 15 ngàn. Là lỡ bán 230. Rồi, đi cái này 17 ngàn. 17 ngàn. Đi 17 ngàn thì em bộ tóc luôn 17 ngàn. Nè bỏ luôn mà. Có hàng mai nhà, có đường mai nới luôn á chị. Có hàng, có đường mai nới luôn. Em thấy gì xem. Đây. Đẹp lắm, hàng thiết kế nha, cái hàng thiết kế nha mấy chị nha. Có cái đường nới cho mấy chị luôn, chị nào mà ăn nhiều quá mặc đó mấy chị. Mấy chị đi ra tờ hở mai mấy chị nới cho giùm em. Nó có đường nới cho mấy chị nè, mấy chị thấy không? Đó, hàng thiết kế giùm em luôn. Rồi chị nào ơn thì chốt em 200 ngàn nha. Đó, chị Lê cảm ơn, thì lên số tiếp chị kiểm tra giùm em để lên thì chị xem qua không. Giống không? Tôi tưởng không? Giống như là tí là được.
nhiêu rồi? Rồi chị Đào Ân, để coi đây là mấy tiếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 miếng này. Rồi chị Đào Ân á, thì em để với chị 55 ngàn luôn. 55 ngàn miếng dán tường. 10 miếng nha chị nha. 10 miếng, rồi chị Đào Ân thì chốt cho em 10 miếng. 10 miếng 55 ngàn. 50 thôi, 10 miếng 50 ngàn thôi mấy chị ơi. 10 miếng 50. Sao mấy chị 10 miếng 50 rồi chị Đào Ân thì chốt cho em. Chị Đào Ân, chị Đào Ân chị có mua không ta? Mua gì nè? Đó, chị gì đó. Ừ chị, đúng rồi chị Ngân ơi. Chị Ngân còn còn cho em vậy? Màu màu khác hả? Mẹ mẹ điện chị Ngân đi mẹ. Dán tường. Mua tóc 17 ngàn cho chị Hồng Nhung. Rồi tao tao 17 còn không? Rồi mất giá luôn rồi. Rồi ok còn. Rồi ok chốt 17. Đúng rồi, tôi đi chị rồi.
đầu của chị rồi nè. Rồi đây, trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây mấy chị ơi, đẹp quá. Cái này là kẹp nha. Cái này là kẹp nha mấy chị ơi. Khi cô để trong cái hộp á, có thấy không? À đây là cái cài áo mấy chị ơi. Cái cây cài áo mấy chị. Cài áo là kẹp vậy mấy chị. Cái cài áo mấy chị ơi, hàng ngọc châu nè. Với lại cái nó bông rồi nè. Rồi chị nào lấy thì em để cho chị combo này 25 ngàn. Combo này 25 ngàn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em. 25 ngàn thôi mấy chị ơi. 25 ngàn một châu luôn nha, có đính đá luôn. 25 ngàn đó, 25 ngàn là lên bao mới chính chị luôn đó. 25 ngàn đẹp quá đẹp luôn. 25 làm cho điều 25 mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em. Rồi nó che sản phẩm hả? 25 áo được dùng. 25 cho chị Ngọc Lung nè. Rồi áo được thiết kế thông minh gì nè. Thay thay nha. Chị mời chị đi cho mẹ đi. Mình lấy đi. Rồi đây, áo ngực giùm em. Áo ngực là áo ngực gì em cũng không biết luôn. Nó che mất cái chữ rồi. Rồi đây áo ngực giùm em. Đây, áo ngực bằng su hay gì nữa chị yêu ơi. Áo ngực nha. Trời chị Ngân giờ mới xuất hiện rồi. Chị Ngân có lấy lấy miếng dán tường không? Đây áo ngực nha, kẻ su luôn nha mấy chị nha. Đó, có nút gài luôn nè. Hai cái nút gài luôn nè. Đó. Nó che mất tiêu rồi hả? Không biết xe máy nữa. Phi size nha, nó ghi là chữ phi size mấy chị nha. Cái này phi size coi dễ mấy chị mặc. Bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha mấy chị nha. Bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. Đó, chị mặc nè coi nè. Đẹp không? Rồi chị nào lấy để mấy chị kim em mã 24 đi. Kim em mã 24 thôi. Mã 24 mấy chị yêu ơi. Áo ngực mã 24 nè. Ngủ một lát. Ngủ một lát. Mấy nhân thường lại đi. Rồi chơi coi lại đi. Rồi 24 nha mấy chị ơi. Rồi đây. Miếng dán tường này chị có ưng không? Ưng thì chốt nha. Bữa hổm chị dặn em là lấy màu sáng nè. 50 thôi. 10 miếng 50. Chị có nhiều lắm. Chị đắt like là chị ngủ ha. Đây. Cái này là miếng trà hay là có tính 7 miếng nha. Đó rồi chị nào ưng thì chốt em 50. 50 thôi mấy chị ơi, 50 thôi. 50, rồi lên tiếp. 24 cho chị Nhã Nguyễn. Chị Nhã Nguyễn lên số điện thoại giùm em chị yêu ơi. Lên số điện thoại lên giùm em nha. Chốt là ok nha chị Ngân ơi. Rồi luôn rồi, lời lút luôn mấy chị ơi. Rồi. Lời lút luôn rồi, rồi chị nào ưng cạp nè. Ưng cạp chốt cạp giùm em. 19 ngàn. Đó này, hàng đẹp nha. 19 ngàn giùm em nha. 19 ngàn kẹp nè. Không xài thì cho mẹ hả, mẹ đòi cái này đúng không? Ừ, nó sang hơn á. Rồi, ghi giùm em mã 19. Mã 19 rồi, cái này là lời nha mấy chị nha. Rồi chị nào tặng á, thì em tặng cho mấy chị nè. Cái cạp này là cạp một bên cho mấy chị nha. Kỳ dạ, nó gãy rồi. Tại vì cái hàng này hàng bơm á mấy chị nên nó đè gãy hoài mấy chị ơi. Lỗ lắm, cái này là lỗ của mấy chị đó ha. Lỗ bỏ này ha. Đó, chứ tặng là phù bỏ luôn á. Rồi chị nào ưng 19 ngàn, chú 19 ngàn giùm em nha. 19 ngàn. Rồi em thấy số điện thoại của chị Nhã Nguyễn nè. Thôi để mấy chị 15 ngàn luôn, thấy ghét quá à. Cái này xui quá à, bán 15 ngàn. Rồi ok, 15 ngàn chị nào lấy thì chốt em 15 ngàn. Lỗ mà còn bán rẻ hết đó. Còn em thấy số điện thoại rồi nè. Đó, rồi chị nào đang xem mấy chị phải chia sẻ em mấy bán hàng be hàng bơm nha. Chị Nhã Nguyễn ơi, lên chia sẻ giùm em đi chị yêu ơi. Chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi đây áo của chị ơi, em lên áo nè. Áo đẹp mấy chị ơi. Wow, áo của chị ơi. Rồi áo này là tầm cỡ 55kg về nha. Áo cho em. Áo. Đó, áo giùm em nha. Rồi chị đọc ơn áo này, kêu em áo xả cho mấy chị luôn. Áo 50 thôi. Áo nhỏ, áo size nhỏ nè. Em bán chị áo 50 thôi. 55-50kg về rồi chị đọc ơn thì chốt em. Áo 50. Áo 50 mấy chị ơi. Áo 50 giải đẹp nha mấy chị nha. Áo 50. Áo 50 giùm em. À chị Ngọc Dung. Ok Ngọc Dung này, Ngọc Dung cái áo kia là con. Con có chừa cho cô rồi đó. Rồi đây cái đồng hồ mấy chị
ơi, cái đồng hồ này là nó ghi là cái đồng hồ gì á, mà bây giờ cái sản phẩm em gỡ lúc nào nó cũng dán hết trơn á chị, tôi đang không thấy sản phẩm, em chỉ thấy là chữ là ghi đồng hồ bấm báo thức hay là gì là học sinh rồi nấu ăn gì nữa nè. Đó, thấy không mấy chị, đồng hồ để em gỡ mấy chị xem, đồng hồ báo thức á mấy chị, đồng hồ gì đó mấy chị quên. Đây nè, đó, đồng hồ xịn nha. Đồng hồ gì nó ghi nó che hết trơn luôn, em không có thấy được mà em đọc luôn mấy chị ơi. Nó che nè, không có thấy được cái gì luôn rồi nè. Rồi chị nào ôm thì ghi giùm em. Ghi giùm em là mã 55. Ghi em mã 55. Cái này dán được rồi mấy chị. Dán lên tường hay gì cũng được rồi mấy chị nha. Dán lên tường hay gì cũng được đó. Đây nè. Đó mấy chị để đứng cũng được luôn. Để đứng lên. Để đứng lên cho em. 55, ghi mã 55 cho em. Về gắn pin vô xài. Cái này nó có pin sẵn đó chị ơi. Trong đây nó có pin sẵn đó chị luôn. Rồi mã 55. Ghi mã 55 cho em đồng hồ. Đồng hồ mấy chị nha. Rồi ai ơn thì chốt cho em 55. Rồi đây bạch tuộc mấy chị ơi. Bạch tuộc giùm em. Bạch tuộc đúng không? Mắt kính nè, bạch tuộc nè. Có gì đeo đâu mà không có gì đeo. Rồi đây bạch tuộc giùm em. Bạch tuộc hai lớp nha. Ý, đây, để trong đây mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt em nhẫn nè. Nhẫn giùm em nó để trong đây nè mấy chị ơi. Nhẫn 5 ngàn giùm em nha. Đây nhẫn đẹp lắm mấy chị ơi. Nhẫn 5 ngàn. Đó, nhẫn giùm em. Rồi đây kẹp nè. Cái này đúng là kẹp ngọc trai luôn nè mấy chị. Đây là kẹp ngọc trai cho em. Kẹp ngọc trai giùm em nè chị yêu ơi. Kẹp ngọc trai mà hình mặt trăng luôn. Rồi chị nào ưng kẹp này ghi em là kẹp 14 ngàn. Ghi mã 14 cho em kẹp ngọc trai nha mấy chị ơi, cho kẹp nha. Kẹp tóc của mấy chị. Đó, mặt trăng giùm em luôn. Rồi ai ưng thì chốt cho em 14 ngàn. Rồi đây nè mấy chị ơi, bạch tuộc ghi giùm em, bạch tuộc giùm em mấy chị ơi. Bạch tuộc 28 ngàn, ghi mã 28. Bạch tuộc hai đầu luôn nha. Đó, bỏ, nhét thì nãy giống như nhét đồ trong đó thấy không mấy chị, nhét trong đây nè. Đó, nhét đồ vô đây, giấu chồng chứ. Nhét tiền vô giấu. Rồi chị nào ưng bạch tuộc chốt là tuộc em 28, mã 28 nha mấy chị yêu ơi. Đẹp quá à. Mã 28. Mã 28 cho em. Rồi chị nào đang xem chấm giùm em mấy chị yêu ơi. Em lên bao mới nè, em đang lên bao mới á. Rồi kính giùm em. Kính đẹp quá trời luôn. Nè kính nè mấy chị thấy không? Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi kính giùm em. Ồ kính này đẹp nha mấy chị yêu ơi. Áo khoác sau lưng áo khoác nào vậy? Cái nào? Cái này là con còn được hai màu nha. Cái này là con còn được hai màu thôi, là màu đen xanh chứ là đen gì? Đen đỏ. Đen đỏ. Con sale cho cô 350 luôn đó. Cô nào thấy thì tốt không con? Sale hết 350 luôn. 350 nha. Rồi mắt kính nhìn con nha, mắt kính xịn đẹp lắm nha. Cái rộng màu đẹp lắm mấy chị ơi, cái rộng màu đẹp lắm. Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em là mã 10. Ghi giùm em nào. Đẹp không mấy chị? Ghi giùm em là mã 18. 18 ngàn thôi. 18 ngàn. 18 ngàn kính. Rồi đây nè mấy chị ơi. Qua bán 39 ngàn. Cái đó cô Ngọc Dung bao nhiêu ký? Cô Ngọc Dung 78 ký. Cô Ngọc Dung 75 ký. Là vừa ơi. 75 ký cái một cái áo nó vừa đó. Vừa đó cô Ngọc Dung ơi. 70 ký đến 85 ký vừa. Cái đó áo đó cô mặc vừa đó cô ơi. Rồi đây nè kẹp nè mấy chị ơi. Đó kẹp đá nha. Kẹp này có những hộp đá trong đây luôn. Bữa hồi qua bán 39 ngàn nè. Kẹp xương cá nè. Kẹp lên đẹp lắm mấy chị ơi. Kẹp sao ta hồi đó giờ không xài kẹp đâu không biết. À kẹp trên đây nè đẹp lắm. Đó giờ em chỉ xài trên đó thôi. Đó. Rồi chiếc nhẫn đá giùm em luôn. Cái kim cương là đính là dòng hết nguyên chiếc nhẫn luôn nha. Nha mấy chị nha. Nó đính chắc cũng tầm cỡ mấy chục cái hộp kim cương nhỏ luôn á mấy chị. Rồi cái này nó bông luôn. Rồi chị nào lấy em để mấy chị 30 ngàn thôi. 30 ngàn thôi, hàng này hàng xịn nha mấy chị nha. 4 cái luôn, cái nào cũng xịn hết nha mấy chị nha.
30 ngàn thôi mấy chị ơi, 30, ghi giùm em là 30, mã 30, ghi giùm em là mã 30, xịn nha mấy chị nha, mã 30, 4 thứ luôn á mấy chị ơi, 4 thứ luôn, đó con Ngọc Dung có lấy áo không, con lấy cái màu đỏ thôi mà, lấy áo phát đỏ thôi, đây cái nón len, đây nè mấy chị ơi, cái nón len nào mấy chị săn lên, mấy chị làm nón len luôn giùm em, mấy chị săn lên, mấy chị làm nón len, nha. Rồi đây, mấy chị săn lên, mấy chị làm nón len nha. Rồi, rồi chị nào ưng thì ghi giùm em 10 ngàn luôn, 10 ngàn nón len nha chị nha, cho mấy đứa nít tội, nít người lớn hay người già thì cũng được đó, 10 ngàn luôn, theo mấy chị ghé 10 ngàn. Bây giờ đang mùa lạnh đó mấy chị, đang mùa lạnh á. Đây nè, bộ đồ này em xả mấy chị luôn, xả lỗ luôn nha mấy chị nha, xả lỗ cho mấy chị luôn, hôm qua bán 99 ngàn hả. Rồi chị nào ưng cái này em xả cho mấy chị 65 ngàn nguyên bộ nha, 65 ngàn nguyên bộ, 10 ngàn chị hanh chút nè, ok chị nè. Rồi 65 ngàn nguyên bộ thể thao rồi luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn nha, chất nè, giả riêng nha, 65 ngàn, hàng xịn, hàng em xả luôn á, hôm qua bán 99 ngàn hả chị, nguyên bộ luôn. Rồi chị nào ưng thì có em 65 ngàn, 65 ngàn, 65 cho cô Ngọc Dung nè, ok cô nè, 65 cho cô Ngọc Dung nè. Còn cái áo hôm qua xả nè mấy chị ơi, hôm qua bán nhiều quên mất tiêu rồi. Rồi cái áo nè mấy chị ơi, cái áo Nguyễn Châu hả, tiếng 65 là về gì chị ơi, cái nào 65 nhỉ, 65 là bộ đồ này, bộ đồ em hết rồi chị ơi, 65 hết rồi. Rồi đây áo nè, áo Nguyễn Châu hàng đá luôn nha, đá cũng đá liền nha mấy chị nha, đó. Rồi chị nào ưng cái áo này ghi giùm em là 58 ngàn mấy chị ơi, 58 ngàn, áo 58 ngàn giải đẹp nha mấy chị nha, giải đẹp giùm em, giải đẹp giùm em nha, 58 ngàn, 58 ngàn. Rồi đây kẹp 58 ngàn giùm em mấy chị ơi. Rồi kẹp nè mấy chị ơi, ô kẹp này nó bị xước keo vậy mà, cái kẹp này bị xước keo mấy chị ơi, cái kẹp này nó bị xước keo rồi mấy chị, thấy không mấy chị, về mấy chị hơ lửa tí xíu cho nó không nóng, mấy chị dán kính vô giùm em nha. Rồi chị nào lấy thì em để mấy chị 5 ngàn thôi, kẹp 5 ngàn, kẹp 5 ngàn thôi mấy chị ơi, mấy chị về mấy chị lấy băng lấy hơ lửa mấy chị, mấy chị dán lại, không thì ở nhà em hơ lửa em bán lại mấy chị ơi, đó hết rồi. Chị nào ưng thì chốt liền em, có hộp quẹt không, hơ lại là bán hàng trâu luôn, đẹp quá, 5 ngàn. Rồi chị nào ưng thì chốt em kẹp 5 ngàn. Rồi em lên dài lâu mới nữa nè, em lên cái mới nữa nè mấy chị ơi. Rồi dép cái gì nè mấy chị ơi, dép hay gì nè, áo 58, kính 18 luôn rồi, ok cho chị cẩm tú là ok nè, 5 ngàn cho kẹp cho chị luôn nè, cho chị về chị dán lại. Ok chị này nhớ về dán lại, dán là bình thường rồi chị ơi, hơi lưỡi nóng lên rồi dán giùm em nha. Ok chị Tú Cảnh nè, ok chị yêu nha. Rồi dép mấy chị ơi, dép nha, để em coi xây máy vậy. Rồi nó dán mất tiêu rồi mấy chị ơi, nó dán cái sản phẩm mất tiêu rồi. À đây, đôi dép nè, quai ngang nè, chống trượt nè, làm màu cam mà, thời trang nam và nữ, size 37, size 37 nha mấy chị coi nè, em gỡ ra cái nó không thấy chữ luôn, thấy không chị, đây là cái chữ là nằm ở chỗ này nè đó, mà nó màu cam luôn, thấy nó mờ mờ thôi. Rồi chị nào mang size 37 mấy chị ơi, trời đẹp quá mấy chị ơi, chị Ngân ơi lấy này đi chị Ngân ơi, đẹp lắm chị Ngân ơi, trời ơi nó bán nè mấy chị ơi, nó bán là 270 ngàn, 270 ngàn mấy chị thấy không, 270 ngàn mẹ ơi, 270 ngàn mà con mang không có dừa giải im lắm mấy chị yêu ơi, tay nha em mang em cho mấy chị xem thử, xịn quá. Đây nè mấy chị ơi, bây giờ mấy chị thấy rõ không, để em đưa mấy chị xem đây, mấy chị thấy không, mệt nó đưa vậy đi mấy chị ơi, đó 270 ngàn, 270 ngàn đôi giày.
đẹp quá, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì em để cho chị là 170 nha. Hàng này hàng xịn thì em không có bán rẻ được mấy chị ơi, 170.000 nha, 170.000 mấy chị ơi. Của này là của không phải hàng gì nè, mắt im rồi IN rồi, cái này hiểu gì mình đọc tiếng Anh đi. Indonesia đó, 170.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha, hàng xịn giùm em, nó bán 270 đó, bán 270, chị nào ưng thì chốt đó, chứ mà em bán rẻ là em lỗ mấy chị ơi. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha mấy chị nha, hàng xịn giùm em á. Rồi Indonesia bà nội đó bạn mấy chị ơi, ta nước của ta bà ơi. Cái nước của ta đó, chị nào lấy thì lấy, không thì nhà em chốt rồi. Rồi đây nè mấy chị ơi, cái này là của này là của ai ta, à của Oppo nha, Oppo A12, Oppo A5s, Oppo A7s nha, Oppo A7s nha mấy chị nha. Đây nè Oppo nha, có cái đồ gân tay nữa nè đó, em có hai cái cặp luôn đó, Oppo luôn nha mấy chị nha. Oppo đó mấy chị, em đọc Oppo mấy chị, Oppo A12, Oppo A5s, Oppo A7s đó. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha, chốt cho chị Phạm Ngọc Anh đó. Rồi chị nào ưng cái ốp lưng này thì chốt cho em 15.000 cái, chị nào lấy hai cái để chị 20.000 luôn, hai cái để chị 20.000 luôn, 15.000 cái chị nào lấy hai cái để 20.000. Chị Phạm Ngọc Anh hả? Rồi chứ mắt buồn rồi, mặt chầm chầm. Thôi để họ kiếm cho cái khác. Rồi ok cho chị Phạm Ngọc Anh là có số điện thoại chưa? Chị đã chọn tới chị trước mà, chị ẩn mình lựng quá chị ơi, chị nhắn cắm lên nhiều nhiều đi chị ơi. Đâu? Chị nói chị trước mà. Cái này nè. Rồi em lỡ chốt chị Phạm Ngọc Anh rồi, chị nhắn cắm nhiều nhiều đi để không ẩn mình lựng chị ơi. Ừ, trong đây là có chữ Bích Ngọc trước nè. Chị Bích Ngọc trước mà. Chị Thị Nguyễn ha, chị Bích Ngọc trước mà. Chắc ẩn bình luận đó chị. Ừ, thấy. Ở trên đây bị ẩn comment. Chị Bích Ngọc á, chấm chấm lên nha mấy chị yêu ơi. Mấy chị phải chấm chấm lên mấy không, nó bị ẩn comment rồi nè. Chị Bích Ngọc trước, trong đây là em thấy chị Bích Ngọc trước nè. Giờ chốt cho ai giờ? Thôi chị lỡ chốt với chị Phạm Ngọc Anh rồi, thôi là sao nha, em có nhiều lắm mấy chị yêu ơi. Em có nhiều lắm nha. Chị nói chị để lựa cái khác nè. Rồi ok, em cảm ơn chị Bích Ngọc nhiều nha. Em cảm ơn chị nhiều nè. Rồi đây tai nghe nè, tai nghe nè. Chị gì, chị gì ta? Chị không có chị gì mà chồng hát á. Chồng hát chị Lâm Quyên. Chị Lâm Quyên ơi, em có tai nghe nè chị ơi, mua về đi chị ơi, chồng hát là dẫn nghe livestream của em nha. Chị coi, nhiều, chị chốt nhớ coi cẩn thận nha mẹ. Rồi đây mấy chị ơi, tai nghe bluetooth nha mấy chị yêu ơi. Đó, tai nghe bluetooth giùm em, tai nghe bluetooth nha. Đó, đẩy rồi. Đây, có dây sạc luôn, dây sạc nè, có cái ốp sạc luôn, có cái ốp luôn nha, cái ốp luôn nha, tai nghe nè. Rồi tai nghe, rồi chị nào ưng tai nghe chốt tai nghe cho em nha. Đây có giấy nữa mấy chị ơi, có giấy gì nữa nè. Đó, có giấy luôn. Rồi chị nào ưng tai nghe này chốt tai nghe giùm em. Em vuốt qua vuốt lại rồi mới thấy đó chị ơi. Tai nghe này là của ai ta? Rồi chị nào ưng tai nghe này ghi tai nghe giùm em 80.000 thôi. Đó, có nút bấm luôn nha mấy chị nha. Có nút bấm luôn, 80. Nè cho mình. Nè cầm cầm với đây. Nè bỏ cái bọc luôn. Tai nghe 80. Tai nghe 80 cho em. Mẹ đứng đây nó ơi. Đó, cái này là cái gì nó gửi nữa rồi. Rồi tai nghe cho chị Bích Ngọc nè. Đó, phía dưới đó. À, hết thì chị Hồng Nhung ơi, để lựa cho chị cái khác nha chị nha. Em lựa cho chị cái khác nha chị yêu ơi. Chấm chấm lên giùm em nhiều. Mấy chị chấm chấm lên biết không, hồi mấy chị comment là nó bị ẩn comment đó mấy chị. Mấy không là chị bị, mấy chị bị ẩn comment đó nha mấy
gì đây, mấy chị đây bắt bướm cái gì vậy? Cái đồ ngoài mày nhớ còn cái áo à, cái đồ ảo thuật nha mấy chị ơi. Cái gì ta, túi 5-8 ngàn á, cái áo lẻ ha. Không biết nữa, đây cho mà coi. Nhiều nhớ không nhớ đâu. Cái này ảo thuật đó mấy chị ơi, giống như nó cái đồ ảo thuật đó mấy chị. Đó, thấy không mấy chị. Mà cái này em không biết xài mấy chị ơi. Cái này em không biết xài. Cái này em không biết xài luôn mấy chị ơi, để em coi như vậy. Rồi chị nào lấy em để mấy chị 25 ngàn đồ chơi nha mấy chị ơi. Nè, mấy chị để gì vô nè. Mấy chị về mấy chị nghiên cứu đi, mấy chị ơi, làm ổn thực hay gì á. 25 ngàn 80. Cái hộp đó không có cái hộp. Cái này nghe đâu có cái hộp không à. Không có cái hộp. Cái gì hả? Đã nói là có cái hộp không có tai nghe. Ủa có tai nghe nằm đó làm láo vậy? Chút thì chị biết hộp. Trời ơi, đầu lao sợ không? Rồi 25 ngàn nha, rồi chị nào ưng 25 chút 25 giùm em. Ưng 25 chút 25 giùm em nha. Này cô Ngọc Dung ơi, cái áo là cô ơi, cô có áo đen xanh với là đen đỏ, cô ưng cái màu nào thì cô chốt màu đó nha cô Ngọc Dung ơi. Đen xanh với là đen đỏ, 350 thôi, cô còn được có 2 cái size của cô á. Đây cô lấy cho cô 2 cái xem luôn. Đây cái này là màu xanh nè. Đó, 350 nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn nha chị ơi. Em bán hết trơn rồi, em còn được có 2 cái size lớn này nè. Đó, có còn size nhỏ luôn, có chị nào thích size nhỏ thì em lên kiểu khác nha chị. 350, 350, xem cho chị là 350. Cái gì hỏi hoài cho anh. 25 ngàn. Rồi đây nè, đâu rồi? Cái tai nghe đâu rồi, mới thấy rồi. Đây là tai nghe mấy chị ơi. Tai nghe giùm em. Đây, tai nghe mấy chị quay tai nghe hộp luôn nha. Đây, hàng hộp luôn. Rồi chị nào ưng tai nghe này, chốt tai nghe giùm em. Xem cho mấy chị luôn, 40 ngàn. 40 ngàn luôn. Cái này, không nhớ nhiều nữa. Nhưng mà hôm qua em bán 60 ngàn nè. Rồi bên hôm nay chị nào lấy em để mấy chị 40 ngàn thôi. 40 nha mấy chị ơi, 40 nha. Tai nghe này là cái chui này nha, chứ không phải cái chui này nè mấy chị ơi. Tai nghe chui nhọn nha. Tai nghe chui nhọn. Đó. Rồi chị là ưng thì em là 40. 40 thôi, sale chị 40 thôi. Rồi tai nghe cho cô Lâm ha, Lâm Nguyên luôn nè. Cô Lâm Nguyên. Ok, cô Lâm Nguyên nè, cô Lâm Nguyên này đang mua về đang chọc cái hết thì thổi thì nghe ha. Đúng rồi. Rồi cái này là cái gì nữa đây? 299.000. 299.000 nè mấy chị ơi. Rồi chị nào đang xem chia sẻ nha, chị nào lên chia sẻ giùm em, chia sẻ nha. Chị 20 vậy thôi. 20 là gì vậy cô, cho bác coi 20 là ốp lưng đúng không cô, 2 cái ốp lưng đúng không, ta nghe là 2 cái, 20 là 2 cái ốp lưng đúng không. Cái gì vậy? Không mưa là hai đất lưng đúng không cô ơi? Cô nói gì không nghe chứ? Con chốt của cô tai nghe rồi đó. Tai nghe bao nhiêu? Trời ơi. Dạ tai nghe đang xe 40 vậy ơi. Tai nghe đang xe 40 á. Rồi đây cái chân quấy nó chơi trời ơi 200 mấy. Rồi đây chân quấy giùm em. Quá đẹp luôn. Chân quấy nè. Với lại là cái áo luôn nguyên bộ. Nguyên bộ nha. Đây áo luôn. Áo dây nha, co giãn thoải mái nha mấy chị nha. Form là free size mấy chị luôn. Áo dây nha mấy chị ơi. Co giãn nha. Rồi chị là ưng thì chốt em 55kg đổ về thôi. Em báo với mấy chị là 55kg đổ về thôi. Ở trong có quần giùm em luôn. Ở trong có quần luôn. Đó mặc cái áo. Mặc cho mấy bé tớp mua khỏi mua mấy chị ơi. Tớp mặc. Cho tớp mặc nha. Để em coi gì nữa đây. 299 ngàn dữ rồi. Rồi đây, với lại là cái áo vest. Đó, áo vest nha. 55kg về thôi. Cái áo vest ở ngoài nó bự rồi. Rồi chị nào đang xem chốt thì giùm em. Đó, mặc chung với áo nguyên bộ á, này là nguyên bộ 299 ngàn. Thôi, sang thì cái áo vest là phải bự rồi. Mặc chung với cái áo vậy nè mấy chị ơi, ở trong màu trắng vậy nè. Đó. Dạ lắm. Đó, ở trong nó vậy nè mấy chị. Đẹp không? Đó, với lại cái chân quấy. Cái chân quấy nằm phía trong luôn. Nguyên bộ công lê đó mấy chị ơi. Đẹp lắm.
Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em 199 ngàn. Hả? Tai nghe dưới đấy rồi mà, 40 ngàn. Đó, nó mặc vậy đó mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Đồ cái áo đẹp quá chị ơi. Áo mà đẹp quá. Đó, mấy chị mặc áo đen ở trong cũng được. Rồi chị nào ưng cái bộ này, chị nào ưng cái bộ này nó bán 299 ngàn. Mấy chị thấy không? Rồi chị nào lấy em để cho mấy chị là 180 nha mấy chị nha. Hàng xịn nha mấy chị nha. Hàng xịn nha. Rồi bỏ từng bọc vô chị hai đi. Nè. Cái chân quấy để vô đây. Cái áo để vô bọc nhỏ này đó, từng bọc vuông nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì ghi em là 180 mua cho bé, mua cho người lớn cỡ cỡ em nha, mặc cũng được đó nè. Đó, mà nhất mà 50 thức hôm nó tầm 50, 55, 56 cái độ về thôi nha mấy chị nha. 50 ký mặc cũng vừa luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em, chứ không muốn mốt gần Tết mấy chị mua mắt nha mấy chị à. Mốt gần Tết là mấy chị đi chơi đi chợ mua sắm đồ Tết cho con cho cháu là mắc lắm á nha. Ba xét ba món luôn, em bán lẻ mấy chị luôn á. Ờ dính vào đồ hay gì rồi. Bộ hung gắn nhờ. Còn chị ơi, chị bên chú ký lên chú ký chiều cao đi chị. Chị Hùng Diễm ơi, chị lên chú ký chiều cao cho em đi chị quay. Em mới thấy chị bình luận ha. Rồi xuất sắc chưa mấy chị ơi, thảm cho mấy chị yêu ơi. Rồi thảm giùm em. Rồi chị nào ưng thảm này chốt thảm giùm em, quá xuất sắc luôn. Thôi để dành xài em chụp hình nha, em xin miếng này lại em chụp hình nha. Rồi đưa cái miếng kia lên trên đi con, có miếng màu. Rồi thảm đúng rồi. Rồi cho em xin cái miếng này em chụp hình để em đăng hình để cho mấy chị thấy nha. Em xin cái miếng này nha, thông cảm cho em nha. Rồi chị nào ưng cái miếng này, ơn cái miếng này em giảm với chị luôn, cái giùm em là mã 25 đi. Thảm là bán chị 25 ngàn thôi, 25 ngàn. Chị nào ơn 25 chút 25 cho em nha. Thảm 25 tư con cái thảm xin luôn rồi chị. Em xin cái bộ ơn một bộ là bộ gì vậy? À một bộ xét quấy hả sư? Xét quấy là 180 ngàn nha, 180 ngàn nha cô nha. Thảm lông, thảm lông chị là lấy em 25 ngàn. Thảm lông 25 ngàn nha. Rồi chị nào ưng thảm lông chút thảm lông 25 ngàn. Định đồ để đồ cũng được. Thảm lông thì em ở phía sau nè mấy chị coi nè, không nó không trơn nha. Đó phía sau nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em 25 ngàn. Chị vừa chiếm ơi, lên chút ký chiều cao đi rồi em lấy cho chị xem chị ơi. Thảm lông 25 thôi. Bộ đồ đó xếp đó là 200 đâu rồi, đưa cho chị hai cái bịch ngoài coi. Cái bịch ngoài nó ghi 200 mấy đó, đưa chị xem. Thảy qua đây thôi. À, chị Hùng Diễm là 65 kg, 1m52. Ồ, 1m52 hình như em còn được có 3 bộ à. Em đăng lên 4 đây nè, cái bộ vest đó là 299 ngàn nè chị Lâm Nguyên ơi. Đó em bán với chị 180. Em bán 180, 299 ngàn như là 300. Rồi bán chị 180 giảm thêm chị 100 mấy luôn á. Đó mà chị là ưng thì chốt cùng em nha. Hàng đẹp lắm chị ơi, hàng đẹp lắm á chị Lâm Nguyên. Cái đó đẹp lắm á chị yêu ơi. Rồi áo hôm nay em xả cái áo này luôn nè. Cái áo này là nhiêu vậy? Áo này là 181 ngàn. Đó, áo là 181 ngàn nè. 181 ngàn cái áo. Một cái áo là 181 ngàn, đẹp lắm. Áo kiểu của mấy chị. Đó, rồi chị nào ưng áo này ghi giùm em là 81 ngàn đi. Thôi, ghi giùm em 71 ngàn. Ghi giùm em 71 ngàn. Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em 71 ngàn. Xịn không mấy chị ơi? Có là bao hùng luôn nha. Có bao hùng mà luôn nè. Đó, bao hùng coi diễn luôn. 71 ngàn. Áo xịn lắm nha. Đây cái túi xịn giùm em luôn thấy không. Rồi ai ưng chốt em 71 ngàn. Mua về bán Tết đó mấy chị ơi. Mua về bán Tết. Chị Lan Quyên có lấy bộ đó không? Lấy bộ đó đi em giảm cho chị thêm 10 ngàn nữa cho chị bán. Chắc rồi mình còn chỉ có 3 bộ cô chị, 2 bộ. Đợi em tí xíu nha, chị nào hỏi đồ đợi em xíu nha, để mẹ em đang tìm á. Rồi đây cái miếng điện nè mấy chị ơi, cái miếng điện nghe tai nghe gì đó mấy chị yêu ơi. Cái miếng điện mà tai nghe hay gì đó mấy chị nè, cái miếng điện tai nghe hay sao á, phải không? Cái miếng điện tai nghe hay gì đó nó bán 97 ngàn nè mấy chị. Bán 97 ngàn. Bộ của keo hả thư ơi. Rồi chị nào ưng thì để cho mấy chị 35 ngàn 2 miếng này luôn. 35 ngàn thôi. Đó 35 ngàn. Còn 2 bộ của
35.000 hai miếng điểm này nha mấy chị nha. 35.000. Đâu, vô bố kêu con lên đầu cho cô đi. Mấy bộ? Chị là còn hai bộ. Hai bộ không gắn giật cái gì? Không gắn giật cũng còn được có hai bộ để thôi. Không tơ qua được không chị? Không tơ qua được không chị? Phùng điểm thôi. Hay là lên, em lên cho chị xem. Đẹp lắm đó chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Đẹp quá. 65kg lận ok luôn á. Bé 65kg luôn á chị. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Đó. Mã 1. Ghi giùm em là mã 1 đi. Mã 1 nha. Cái này em lấy số nhỏ rồi. Để ghi sao số lớn hết trơn rồi. Dạ bộ đó là 100 nếu mà 180 nhưng mà để con trả lời đi mẹ Phan hả? 180 mà bây giờ cô Lâm Nguyên lấy về bán thì con giảm nó con 170 thôi chứ không có giảm hơn nữa nha cô nha, không thì con treo shop mốt tết con bán. Tại vì con bên con bán shop nữa cô. Đó rồi, đây mã 2 nè. Mã 2 cái mẫu chung hơn, còn nu nu. Đó, rồi mã 1 với mã 2, con còn hai mã 75. 65 kg đổ về, 65 66 7 kg đổ về em nha. Thì em cũng đang 66 67 kg rồi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em coi chuyện thoải mái mát lắm chị yêu ơi. Rồi mã 1 với mã 2 nha. Cô Hùng Dũng Hùng Diễm nè. Ưng mã nào chốt mã đó nha. Cô Lâm Quyên có lấy thì chốt coi là một cái mã 170 nha cô nha. Xét 3 món đó. Xét phép luôn á. Xét phép luôn á nha cô nha. Rồi đây lắc nè mấy chị yêu ơi. Điểm tóc á. Chị Trang nhận. Điểm tóc hả? Thế là điểm tóc hả? Phải điểm tóc không vợ bà ai? Chị Giang dặn bữa. Phải điểm tóc không? Mẹ con lại đi. Cái này hả? Không, cái điểm tóc thì xem anh chưa điểm tóc đi. Không có nhớ nhiêu nữa. Chị Giang tí hả? Đúng rồi. Dặn hả? Đúng rồi. Em gần thưa tạ rồi, chị ơi còn cổ đổ không chị? Chị ơi còn cổ đổ không chị? Chị Trang dặn hả? Chị Trang dặn để cho chị Trang. Chị để riêng đi. Rồi đây mấy chị yêu ơi. Đây mấy chị yêu ơi, dây chuyền nha. Đây ghi với lại chị gì? Dây chuyền kiểu thôi chị nha. Dây chuyền kiểu chị nào lấy cái dây này ghi giùm em. Mã 20. Đó, dây chuyền mã 20 nha mấy chị nha. Dây chuyền mã 20. Dây chuyền kiểu á mấy chị ơi. Nè mặt cười rồi là mấy chị thấy không? Mã 20, ghi mã 20 cho em. Mã 20. Chị kết bạn Zalo của Thắm Lê á chị, em có đăng cũ luôn á chị. Mã 20. Mã 30 cho chị Lâm Nguyên, 30 là mã nào? Là mã nào ta? Chị ồn quá chị nghe lộn hay sao á? Sao cái đó là gì? Mã 20 đó chị. Mã 20 đúng không chị? Chắc chị lấy cho nên chị ghi lộn á. Không. Mã 20 là con mới hãy ra. Hãy đồ qua đi thôi cho ta. Ủa sao không biết dồn dồn, dồn lên thì để rồi mã 20 dây chuyền à. Đúng rồi chị. Dạ em lấy chị rồi đấy chị ơi. Rồi đây nè, bộ đo bông nè. Đó, đo bông bằng đá luôn nha. Còn cái này là cái gì nè. Đẹp lắm đó chị ơi. Bộ tím bao nhiêu một bộ vậy em? Đây, 3 món rồi nè. 4 món. 5 món. 6 món. 7 món. Đó, 7 món này, cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè. Chị đang quay cho mình nãy giờ thấy. Rồi, 8 món nè. Rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em nè. Chị nào ưng cái này thì chốt giùm em 35.000 thôi. Nhưng đây 35.000 luôn cho mấy chị giờ đi bán. Bộ tím này em đang theo một giá 160 rồi chị. Em còn có xây đó hình như 50kg đâu về thôi. Em còn 50kg đâu về thôi. Mấy chị nào ở chơi mấy chị vô quần áo sư rẻ anh Thư đi mấy chị. Các bạn nói nha. Bên này mẹ không nhìn thôi con cũng. Rồi chị nào ưng thì ghi mày 35.000. Chị qua bán 45.000 luôn rồi mấy chị. Trăm mấy á. Bộ này 105.000 nè. Nó mất xuống số 1 nè. Nhưng mà nó còn hay hơi nè. Đó bán 45.000 bữa nay bán 35.000. Chị nào ưng nguyên xếp này ghi là 35.000. Ghi xếp 35.000 thôi. Mã gì chị 20 nha em. Rồi em chốt. Rồi em chốt với chị rồi á. Em thấy chị đang mặc đẹp.
cô con đó dễ thương. Rồi đây mã 20 này là cho cô, cho cô Lâm Nguyên nè. Đó mã 20 cái dây chuyền nè. Vâng, để mẹ ấy bên gì bên vừa sẽ gửi thư cho cô kết bạn Zalo đi chứ cảm lựa dễ lắm chị. Em đang đủ mình luôn. Ok, ok cô. Rồi đây cuộn dây giùm em nha mấy chị ơi. Cuộn dây nha. Cuộn dây nha mấy chị yêu ơi. Nó bán 110, nó bán 110 trăm mấy nè. Đây nè mấy chị ơi, nó bán 105.000 nè. Rồi chị nào lấy em để cho mấy chị 35.000 luôn đi. Cuộn dây gì nè, đó về làm nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, cuộn dây nhiều lắm. Nhiều lắm mấy chị ơi. Cuộn dây không có ghi gì chưa. Rồi chị nào ưng cuộn dây, chốt cuộn dây cái nào em không biết là nó rẻ mấy chị. Đó nên chị nào mà chị mới lấy mấy chị ưng thì mấy chị chốt nha. 35.000. 35.000 bán 105.000 đó mấy chị. Chị nào ưng thì giờ chốt giùm em. Rồi bộ nào rồi. Rồi cái này gì 218.000 nữa nè. Chị Lâm Nguyên có lấy bộ đồ không? 170.000 đó chị Lâm Nguyên ơi. Nó bán 299.000 nữa. Chị Lâm Nguyên có ưng thì chốt liền em nha. Có ghi bài với chị Quỳnh Diễm vô trong đó xem. Chị Quỳnh Diễm ơi, chị vô trong cái nick của Thấm Lê đó. Zalo của Thấm Lê là 0774842263. Em có ghi bài phía dưới đó. Chị vô đó và chị kết bạn Zalo trong đó em đăng á, em chụp từng bộ một cho chị dễ lựa. Nha chị Lâm Quy cho nha chị Hùng Diễm ơi. Không em ơi, rồi ok chị nè. Đẹp quá. Áo trắng nha. Xuất sắc luôn á chị ơi. Nào không? Áo nam nữ mặc đều được. Áo phông này áo phông rộng á, nam nữ hơn đều mặc được nha. Đây phía sau là nó có phông gấu nè mấy chị. Đẹp lắm. Không đẹp lắm mấy chị ơi. À, chị Đặng Mai là chị còn 65kg không? Đấy giờ chị Đặng Mai phía trên kìa. Mới thoát qua đây cái chị qua bên phía trên là không nổi. À, 65kg hả? Dạ có 65kg phải không? Còn số 4 mà 65kg sao không vừa? Ôi. Đây này con số 4 con bằng vừa không anh chị bằng vừa? Cái này là hung nam nữ đặt cũng được nha. Nó bán 200 mấy nữa rồi mấy chị ơi. 65kg em còn có một màu xanh cổ dịch rồi chị. Để coi thử đây, nó bán 200 mấy nữa nè mấy chị. Rồi chị nào ưng á thì chốt cho em. Rồi ok chị Hùng Diễm nè. Cái này còn mấy chị cho em xin số điện thoại đi em kết bạn cho nó dễ hơn. Cơm mà gọng gọng nè mấy chị. Chị nào mà ngực lát lát á, mặt đẹp lắm. Em mà nhô ghê quá. Chị Đặng Mai lên chiều cao giùm em luôn chị. Tại em còn có con màu xanh cô dịch. Đẹp quá chị ơi. Đây là hàng này là 2XL nha. 2XL của chị nha. Hàng xịn nè, bây giờ không biết bán nhiêu quá nè. Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em là mã, ghi em mã 99 đi. Xem mấy chị 99.000 thôi nha. Xem mấy chị 99.000 luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Hàng xịn giùm em nha. Dạ hàng xịn nha. Tại mặt không vừa 2XL lắm. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Nam nữ được mặc được nha mấy chị nha. Áo trắng nhiều người thích lắm. Áo đen ta còn kén chứ mà áo trắng là nhiều người thích lắm. Rồi ok em thấy số điện thoại của chị. Rồi ghi em là 299.000. Ghi em mã 99 nha. Đây cái túi nè. Túi xịn luôn. Rồi bỏ vô cho anh. Rồi bỏ này vô luôn. 99.000 cho em mấy chị ơi. Rồi đây cái đồ bóp nè mấy chị ơi. Cái đồ bóp nè mấy chị. Đồ bóp giải trí nè mấy chị ơi. Đây đây cái đồ bóp cái hình gì nè, đó giải trí nè bóp nha. Rồi gửi lời mời rồi đó chị. Em mở cái gì, gửi lời mời, em gửi lời mời đó chị vô chấp nhận giúp em nha chị Hùng Diễm ơi. Rồi cái đồ bóp bóp này chị nào lấy em để với chị 5.000 thôi. 5.000 cái đồ bóp bóp nha. 5.000 bóp bóp 5.000 bóp bóp 5.000 cho em nha mấy chị ơi. Em còn bao này lắm hết đó nên chị nào mà mua gì thì chốt nhanh nha. Chốt nhanh nha mấy chị nha. Rồi đây cái này là cái bánh bao đồ chơi gì nè mấy chị ơi. Đây cái này là cái bằng hầu mấy chị ơi. Đó cái bánh bao bằng hầu nha. Dễ thương quá trời nè mấy chị ơi. Cái đồ bóp bóp đó nè. Đó bánh bao bằng hầu nha. Bóp 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 cho em nha. Cái bánh bao, cái đồ hấp bánh bao mấy chị. Dễ thương không. Rồi chị nào ưng thì ghi em 45.000. Đó, bóp được luôn nha mấy chị nha. Bóp được luôn. Cái màn hầu á. Cái màn hầu bánh bao á mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào ưng thì ghi em 45.000. 45.000 cho em nha mấy chị yêu ơi. 45.000. 45.000 cho em. Đó, dễ thương không? 45.000.
chị bán nha. Em bán rẻ hơn cái giá tiền người ta bán không mà, nên mấy chị cứ mua về mấy chị chưa? Mấy chị mua là mấy chị lời nới đi một số tiền nha mấy chị nha. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em liền 45. Rồi đây son đó mấy chị ơi, son nữa nè. Rồi mấy chị nào đang xem trắng giùm em nữa mấy chị ơi, còn muốn xem nữa không? Mấy chị ơi còn muốn xem nữa thì trắng giùm em đi mấy chị. Mấy chị có muốn xem nữa không mấy chị ơi? Có muốn xem nữa thì trắng lên giùm em. Rồi son mấy chị ơi, Son mấy chị ơi. Rồi chị Đào Ưng son chút son giùm em. Son này là mã 907. Son này là mã 907, 50.000. 50.000 giùm em đi, em gửi cho mấy chị xem nè. Cái này em bán nhiều lắm rồi nè. Miễn đọc comment. Em miễn đọc comment của chị Thảo luôn. Chị Thảo cứ nói mặt em bánh bao hoài, em miễn đọc luôn. Rồi đây, đặt bằng cái bộ đồ xanh của dịch cho của chị Đặng Mai coi cho chị thích. Rồi ok, để em mặc cái bộ xanh của dịch cho chị Đặng Mai nha. Chị Đặng Mai ơi, chị có gì một tí nữa, chị là muốn em ở chị ở trên đây nè, em chỉ like cái này ấy thôi. Nếu mà chị thích á, chị xuống á, là quần áo siêu rẻ anh Hư á, em có nhiều lắm. Chị xuống đi, em đọc comment của chị nha. Trên đây nhiều khi em bị ẩn comment á, nên chị thông cảm giúp em nha. Rồi son 50 giùm em, son 50 cho em nha, son xịn giùm em nha mấy chị nha. Để em lấy cho mấy chị màu đẹp nè mấy chị ơi. Ồ màu đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chị Đào Ưng thì chốt liền giùm em son 50. Để em mặc cái màu xanh của dịch cho chị. Thêm một bộ sắc nách nữa nha. Dạ ok. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em 50, son 50. Sắc nách là 45 kg. Chị nào 45 kg không? Để lấy xay 65kg cho chị Đặng Mai nè, ok nè. Son 50 hạt xịn cho em nha. Son 50 mấy chị ơi. Son 50. Trong thời gian lấy để đợi em phui bơm nha. Ủa vậy là có chị Lâm Nguyên với chị Ngân Thảo chỉ muốn xem hả? Còn mấy chị kia không hết muốn xem rồi. Thôi em xuống. Thôi em xuống mấy chị ơi. Trời ơi cái này là cái gì vậy? Mấy chị ơi, thấy cưng quá mấy chị ơi, cái này là cho hú cho mấy thú cưng nè mấy chị ơi. Rồi cái kiến gì rồi sao em mang mấy chị, cái kiến gì rồi sao em mang mấy chị ơi, dễ thương quá à. Có nên mình có nên giữ lại không ta? Rồi kiến cho thú cưng hay là mấy chị ơi, dễ thương quá à. Thú cưng hay là cha bé vậy mấy chị. Thấy cưng quá à. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em kiến nha, kính là kính nhỏ xíu rồi nha. Rồi chị Đào Ưng thì kiếm em là mã 29. Ồ đẹp quá, như cưng quá mấy chị ơi. Như chị Lan Nguyên với cười kìa. Rồi mã 29 nha, kiến nha mấy chị ơi. Kiến 29 nha mấy chị nha. Kiến 29 mấy chị ơi. Kính 29. Đâu bộ xanh đâu, đưa ra con mặt cho chị Ngọc đó, Mai đây nha. Hay hả? Đây là chị Ngọc Mai ơi. Cái này con kiến có để đâu nữa không cho Mai. Vậy là còn có bộ luôn, chứ cái này cũng còn bộ luôn nữa. Tặng đi. Không có được đâu. Còn cũng có bộ luôn. Cái nào còn có bộ như xe của chị đó chị ơi. Mới sơn lên mặc cái áo vô chắc chín quá. Ok. Em thôi. Là sao? Là sao chị ơi? Hả? À, chị nói vậy mà. Nào Ngọc. Rồi đây chị nào đâu rồi, anh kéo xuống chị hai ơi, áo xuống chị nói chọc em thôi. Chọc em thôi. Dạ ok nè. À dạ. Rồi rồi chị Đào Ưng sẽ tà nè, chốt sẽ tà cho em. Em theo cho mấy chị 160. 65kg dừa, 65kg mặc dừa nha. Em mặc dừa là chị mặc dừa, em nó 66-67kg rồi. Tại vì nữa sẽ tà nó có sẻ bên đó chị. Rồi quá đẹp luôn. Chị Đào Ưng thì chốt cho em liền. Mẫu này 220 đó, mẹ em sao lỗ rồi đó chị. 220 là ngó mấy chị ơi. Mình còn màu gì? Không, cái đó 65kg một màu duy nhất. Rồi có màu xanh ngọc duy nhất thôi. Đó, rồi chị Đào Ưng thì chốt em 65kg đổ về. Còn mấy kia là 55kg đổ về. 65kg đổ về giùm em nha. Đó, thêm trực tiếp giùm em luôn. Hàng này là hàng thêm trực tiếp cho em luôn nha. Tính đá luôn để đứng gần cho chị xem. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em liền. Ưng thì em sẽ tà ha, em có size nhỏ luôn. Em có size 4 mấy ký luôn nha mấy chị nha. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em liền. Sẽ tà. Chị
chị không biết lấy gì bán đi chị. Cái nào? Bộ xe tạ. Em xe lỗ mấy chục ngàn bộ luôn rồi đó. Khung xô len mà à, cho chị xem đó. Màu của size 45 kg. Mày đưa con màu, những cái màu phải. Dạ, được con mận phụ đó, số 4 không chị nghe tao luôn đi. 65 kg hết, chị kêu sắp hết luôn á. Rồi luôn, cô okay. Đặng Mai á. Cô Đặng Mai ưng cái bộ nào, cứ bộ đó cho con nha. Mà 45 kg là màu tím nè. Đây, kêu 45 kg đó chị. Con không cho thiệt. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em đi. Rồi sắc nắp 65 kg nữa nè cô ơi. Đó 200 ngàn hàng thiết kế luôn nha. Có cái tủ dương này nè. Để cho mấy chị có lên tí đó thì mấy chị đi ra tiệm mấy chị nói nha. Cùng cao cấp luôn á chị. Cùng cao cấp luôn nha chị. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Ở trên cái máy nó bị chói không mấy chị? Ở trên cái máy giỡn nha mấy chị nha. Ở trên cái máy giỡn đó. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt em cái này đá nha. Đá nè, nó giặt vô đây luôn. Nó giặt bằng sắt luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền 200. Đó, mình còn mẫu gì nữa không? Mẫu đó thì có một ký khác. Tại chị này 65 kg. Rồi 65 kg nè. Rồi chị nào ưng thì ghi em là 200. Hàng xịn luôn, giả xịn luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Thắc mắc nó đẹp quá nằm chị Ngọc Mai Đặng Mai ơi. Bộ bao ơi, bộ bao không ơi. Bộ cách mắt. Em mặc có 45 kg không? Hay là xe tài chị? Để rồi chị. Cái mắt màu quá mà mình xe quá hổm á. Đó là mình xe 150 á. Xe màu á. Xe mắt mèo em hết 65 kg với chị ơi. Xe mắt màu. Cô Lan Quyên nổi kìa. Sắc mắt em mặc 45 kg không? À, sắc mắt em mặc có 45 kg không? Có chị. Dạ có. Chị ơi, chị Đăng Mai ơi, 65 kg thì chị về bớt lại tí xíu chị. Tại vì em còn xây 70-75 kg rồi. Thì mày đưa cái mẫu đi, có mẫu đúng mẫu mình mới nói. Đây đây luôn nè. Đây luôn đây, mày để như đó đó. Về chở bộ đồ tiêu vàng lên đó, nằm dưới đó. Đây nè, bộ sắc mắt này đúng không cô Đặng Mai ơi? À bộ này con có size 45 kg luôn. Sắc mắt màu là con có size 45 kg chứ lại có size 6. Nhưng mà bộ 65 kg thì mặc hơi rộng cô Ngọc Mai cho có chịu về mà bóp vô tí xíu thì mặc vừa nha. Đây nè con 65 kg thì con mặc thử cho cô xem. Nó rộng cũng không có nhiều nha. Nó rộng nó cũng không có nhiều. Tại vì em sale lỗ rồi về chị sửa. Tại vì sale lỗ thôi, bán 200 mấy lận. Nhưng mà giờ sale còn được có size 1 chứ lại là size 6 thôi. Đó. Nên em xả lỗ với chị 150 luôn. Đó 150. Đó em 65 kg. Ủa em 66, ừ đúng rồi 66 kg chứ. Bán khúc đầu khúc giữa hết. Đây phía sau là nó có đính đá luôn nha mấy chị nha. Có đính đá luôn, mấy chị còn mấy chị về mấy chị chích ben lại thôi. Cái quần thì ok rồi. Cái quần thì ok rồi, bây giờ chị về còn chích ben phía sau một xíu thôi là mặt đẹp. Đó. Có chị nào ưng thì chịu thì chốt nha. Đó cái hàng này nè. Ok chị ok lên màu chị xem đi. Rồi ok, bây giờ em lên màu cho chị Đặng Mai xem nha. Form này em có size 45 kg luôn. Form em đang mặc nè, 150 thôi, xả chị 150 thôi. Xả cho mấy chị 150 thôi để đọc màu nè. Rồi đây, màu của size nè. Em có màu nè, màu hồng. Màu hồng nha mấy chị nha. Màu hồng. Màu đỏ. Mấy chị nào rồi đợi hàng bơm, mấy chị đợi từ từ nha, để em bơm này xong rồi em lên hàng bơm tiếp tục với chị. Màu tím. Màu xanh ngọc. Đó, ưng bộ nào thì chốt bộ đó nha, em đang sale lỗ đó. Nên chị nào ưng thì chốt giùm em. Màu này là màu vàng bò. Màu vàng bò. Cam đất vàng bò đó mấy chị. Màu ngói á, giống như màu ngói vậy đó. Rồi đây, màu cam, ủa lộn màu gì? Màu xanh. Xanh rêu. À, 8 kg là bằng vừa vậy. Ừ, 38 kg là hơi ngọt. Màu cam với lại màu hồng thuốc. Đó, rồi chị nào ưng màu nào chúc màu đó cho em. Phía sau là nó có heo, nó có đính đá luôn á. Đá là hàng cao cấp luôn. 38 kg là có luôn á. 38 kg được độc màu cho chị lựa nè. 38 kg hiện còn hết gì à. Đây, 38 kg. 30
đâu. Rồi đây màu ngói, màu ngói. Rồi màu nào rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. Đó chị Ngọc Mai ưng màu nào chốt màu đó giùm em, rồi kèm số điện thoại vô thì em luôn nghe chị Ngọc Mai ơi. Ưng số nào tặng Mai. Rồi đó ưng màu nào chốt màu đó. Xem, mở hả? Thì là các em mặc luôn á chị Ngọc Quyên nha. Đó cho chị Đặng Mai lên số điện thoại giùm em đi chị, tại vì bên đây em không có. Chị Đặng Mai lên số điện thoại giùm em nha, tại vì bên đây em không có luôn cái số điện thoại á chị ơi. Ở bên clip bên đây em mới tạo không có luôn số điện thoại. Bằng dạ cũng bằng giá em đang sale lỗ 150 á chị. Em đang sale lỗ 150 á chị Lâm Quyên ơi. Rồi em thấy số điện thoại. Rồi em cảm ơn chị Đặng Mai nè. Mở cho chị xem màu nào vậy? Cái là cái bộ em đang mặc luôn nè. Đây nè, y hệt cái bộ em đang mặc mới mặc luôn á chị. Em đưa màu lên đó chị yêu ơi. Đó chị cứ lựa màu thôi. Màu tím đẹp lắm nè chị ơi. Đó. Hàng hiêu trực tiếp giùm em luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nha. Ở phía sau nè. Chị có còn màu tím đó. À lại chị xem. Rồi ok chị. Đây nè, em có thêm một bộ màu tím đó nè chị yêu ơi. Đây một nam kia thứ một đó. Màu cam trang số 1 cái này à. À, rồi đây. Bộ tím nè, tím hang. Đó, bộ này em có màu tím hang nè chị Lâm Nguyên. Rồi màu cam luôn. Màu cam giống như em đang mặc luôn nè, hồi nãy em mặc nè. Rồi đây màu ngói. Màu ngói nè. Màu ngói. Em còn ít nên sale lỗ quá. Màu đỏ. Màu da, nó còn như đây màu đó mấy chị ơi. Màu hồng. Với lại là màu hồng ruốc. Rồi, đó rồi chị đào ưng màu nào thì chốt màu đó nha. Ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Đó chị Lâm Quyên ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Rồi chị nào muốn xem cái gì nữa không? Muốn xem quần áo gì nữa không? Đẹp lắm mấy chị ơi, hàng đá là đá cao cấp giùm em luôn nè thấy mấy chị. Đó, đá là đập là dập cao cấp giùm em luôn. Mà tại vì em sale lỗ quá chị. Còn hai size à. Da này xem trăm rưỡi luôn nè. Rồi, kiểu. Bộ màu da này xem như tí hả? 65-75kg xem cho mấy chị bộ này luôn. Dạ vừa nha chị ơi. Vừa nha chị Lâm Quyên ơi. 38kg là chị ca mấy bao nhiêu vậy? 38 ca mấy bao nhiêu? Vừa, nhớ xíu à, số 1 nhớ xíu rồi chị. Rồi cái này 7 hả? 65kg đến 75kg giùm em bộ này. Chắc 70 75 hả? Rồi 65-70kg. Còn bộ đó thì gì chứ chị? Rồi bộ này em sale mấy chị luôn. Đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Sale nhiêu vậy? Em gửi luôn. Sale 150 luôn. Giùm em là bộ da 150, sale với chị 150 luôn. Ai muốn kêu màu da thì kêu, ai muốn kêu màu cà phê sữa thì kêu. Đó tùy theo thôi mấy chị, nhìn cái nào mấy chị chốt đi, em đọc mã thì em nhiều màu lắm vậy em không có biết màu nhiều nha. Rồi chị nào ưng bộ này ghi em 150 da, màu da 150, 65kg thì về phải bóp vô tí xíu, nếu mà săn được hàng sale thì mấy chị phải bóp vô tí xíu mà nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Chị Lâm Quyên muốn mua đồ thì vô Zalo em á, chị chọn mẫu đi rồi cái nào sale được em xem chị. Có gì nếu mà chị lấy số lượng nhiều thì mẹ em tính giá sỉ với chị luôn. Ủa gì sẽ tà chứ có coi không, coi mà tức vô. Ừ sẽ tà, không ai coi thì cất vô đi. 45kg. Không ai coi thì cất vào. Mà tự tưởng chị hỏi của mày. Chị Lâm Nguyên mà lấy đồ nhiều, số lượng nhiều thì em sẽ giảm cho chị một chút đỉnh thôi nha. Lại cho chị bán chị Lâm Nguyên nha. Rồi lên tiếp hạt bơm. Em lên tiếp hạt bơm cho mấy chị yêu ơi. Em lên tiếp hạt bơm cho mấy chị yêu ơi. Ok có gì mai chị gọi. Dạ ok chị nè. Rồi đây, wow, nguyên chiếc lắc luôn mấy chị ơi, lắc tay nha, lắc nè, vòng tay nè, hạt phong thủy Hàn Quốc thời trang dành cho nữ. Có sẽ tà hả? Có sẽ là, có sẽ tà có rồi. À, chị Diễm Húy hả? Chị Nguyễn Thị Diễm Húy là bao nhiêu ký vậy ta? Chị Nguyễn Thị Diễm Húy ơi, bao nhiêu ký vậy chị yêu ơi? Chị cho em xin cái số ký chiều cao của chị đi để em xem nha. Đây nè, vòng nha. Đó vòng nha, nó bự nó nhỏ cho mấy chị luôn. Đó lắc tay vòng tay nè, rồi chị nào lấy em để cho mấy chị 45 ngàn. Đá luôn nha mấy chị nha. Bằng thạch luôn á. Rồi chị nào ưng thì ghi em 45 ngàn. Thì mẫu này nè hả? À chỉ 58kg. 58kg là cái bộ hồi nãy mình còn á, mình còn có bộ màu bằng. Bộ nào?
Ngọc á. Ngọc là 65kg mà. 65 hả? 58 còn bộ. 58 thì còn bộ nào thì đưa cho chị xem. Bộ màu cam đó. Rồi 45 ngàn giùm em cái này nha mấy chị ơi. Lắc nha, lắc 45. Cái bà còn bộ màu cam đó. Lắc 45 giùm em mấy chị ơi. Chị nào ưng lắc chút lắc giùm em đi. Lắc là đẹp cho mấy chị nha. Hàng đá luôn nha mấy chị nha. Đá luôn 45 ngàn. Xong. Rồi 58kg là em còn được cái màu cam nè chị ơi. 58kg còn cái màu cam. Nó sẽ tà màu cam. Màu cam nha chị ơi. Màu cam mà không vừa. 58 cái mặt không vừa thôi, mặt cái gì xem rồi. Đó, sẽ tà nha, đẹp lắm chị ơi. Sẽ tà nha. Đó, hàng hiu à. Hàng hiu trực tiếp nha, đính đá luôn. Đính đá giùm em luôn nha mấy chị nha. Về cắt phi giùm em nha. Cắt hai cái tà giùm em rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Xe của chị là 160. Cam 160 em còn đúng một con này 58 kg mặt vừa nè. Rồi chị Quý có Diễm Quý thơm thì chốt cho em anh chị Diễm Quý ơi. Rồi có mẫu này nè, đó chị có chịu không? Sale 90 ngàn thôi. Rồi em sale bộ này 90 ngàn luôn rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Sale có loại đó 90 ngàn mà em còn tầm chừng mấy 20 bộ nữa hết rồi. Đây cái này là em ở shop em xã cho mấy chị nè. Có chị nào lấy không? 90 ngàn, em bán 100 mấy rồi, bây giờ em xã cho mấy chị luôn, 90 ngàn luôn nha. 90 ngàn luôn, giải bao đẹp cho mấy chị, 6 trả là em nha. Xuống màu, giặt ra màu hay bất cứ gì là hàng em bao hết. Cái hàng này là hàng em bao nha. Hàng em bao giùm em rồi chị nào ưng thì chốt em còn có mười mấy bộ thôi. Em còn có mười mấy bộ thôi, 90. Hàng này là giá 130 rồi nha chị. Rồi, phải hàng lấy rồi. Lấy nguyên sách cho con đưa lên cho khách coi luôn. Đúng rồi, xuống rồi chậm. Nhanh gọn lẹ đi. Xeo đồng giá luôn, đồ để ấy chung lỡ luôn rồi chị. Để lộn nè. Mày kéo qua cho nó nè. Bởi vì nó khác màu không? Đồ rồi đây chị nào ưng đi mã 1 cho em. Mã 1 90. Mã 1 90 giùm em nha. Em bán tới 150 á mấy chị. Rồi chị nào ưng đi lên mã 1. Mã 1 90 giùm em bán sớm á. Hàng em này là hàng em bán sớm nha mấy chị nha. Đó, 65kg đổ về mặt vừa giùm em. 65kg đổ về. 38kg mặt cũng vừa luôn nha. Cái này là hàng hàng ấy với mấy chị. Rồi chị nào ưng thì chốt em. Em có quần dài luôn. Quần dài rồi quần lỡ với lại quần lùi. Quần lùi là mã 1 nè. Đó, rồi chị nào ưng mã 1 90.000. Mã 1 90 ngàn nè, rồi đây quần dài. Bộ đó có cái nhỏ không hả? Chị bận là phải rộng chút xíu rồi nè chị ơi. Bộ đó là hảo bằng vừa đó. Tại vì con này bận rộng rộng không có sao hết. Đúng rồi, cái này là bận rộng, rồi đây quần dài nè. Đó, bộ này là bộ quần dài nha. Quần dài là 110 giùm em. Quần dài 110. Đó, sale xả với chị 110 có 2 túi 2 bên luôn. 110 nha chị nha. 110 ngàn, rồi chị nào ưng 110 ngàn đi lên mã 2. Mã 2 mẹ đi. Mã 2 nha mấy chị ơi. Mã 2 ghi em mã 2. Rồi quần lỡ giùm em. Quần lỡ xe của chị ơi, 90 ngàn luôn đi. 90 ngàn lỡ. Quần lỡ 90 ngàn. Rồi bộ đẹp nữa chị ơi. Con medium gì nè mấy chị. Đó, rồi chị nào ưng thì ghi em là mã 2 tay quần lỡ. Ủa mã 3 không đẹp thì khỏi cho tiền luôn. Đúng rồi, nhận thức giải này mà không đẹp là em bao cái gì khỏi cho tiền nha. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt em mã 3. Mã 3 quần lỡ nha. Mã 3 quần lỡ nè. Mã 3 là quần lỡ. Rồi con này quá đẹp luôn. Mã 4 giùm em 90 ngàn. Mã 4 là quần đùi. Quần đùi cho em. Xuất sắc luôn nha. Đó, mã 4. Em còn được có mấy mã thôi. Chị nào ưng thì chốt. Chấm chấm lên giùm em đi chị ơi. Rồi đây con này mã 5. Mã 5, em bỏ sỉ luôn còn có mười mấy bộ à. Mã 5, em bỏ sỉ tới 100 mấy thôi đó mấy chị. Rồi chị nào ưng thì chốt em 90 ngàn. Mã mấy rồi? Rồi đây coi mã 6 nè. Đó, mã 6 beo quá đẹp luôn. Mã 6 cho em nha, ưng mã 6 chút mã 6. Mã 6 là quần đùi giùm em luôn. Rồi mã 6. Rồi mã lính nó dê lính rồi lửng mà là quần lửng nó chị. Mã 6 là quần lửng nha. Ủa mã 7 đúng không? Cái này là 7 đúng không? Mã 7 lính nè mấy chị ơi. Hôm này là 65kg à, 65 67kg bằng vừa hết chị em nè, 70kg đổ về luôn. Hôm này 70kg đổ về mặc vừa luôn nè. Đó, và chị nào ưng thì chốt cho em liền lửng nha. Lửng lính này là mấy thôi. Mã 7 cho em. Đó, có túi luôn nha mấy chị nha. Có 2 túi luôn. Em dơ sơ lên cái này xong rồi em qua cái mẫu khác cho mấy chị. Rồi đây
chứng hư. Rồi đây mã 9. Ồ, mã 9 nè, LV nè. Đó, mã 9 cho em nha, đẹp quá. Mã 9 là quần lửng giùm em. Mã 9 là quần lửng giùm em, có 2 túi luôn rồi, chị nào ưng thì chốt em. Mã 10, mã 9 đúng không? Mã 9 cho em nha, mã 9. Rồi, còn con nữa mã 10 rồi, hết nha. Em hết, em qua mẫu cho mấy chị. Đây mã 10. Mã 10. Mã 10 sale cho mấy chị 80 ngàn thôi. Rồi mã 10 này sale mấy chị 80 ngàn. Rồi chị nào ưng 80, chút 80 mã 10. Mã 10 80 ngàn thôi nha mấy chị nha. Nè, trời ơi, đọc quên thấy ra. Nó mới mà đổ qua đi. Nó không bán gì đâu. Rồi xong, xong phiên rồi. Mấy chị muốn lấy mã nào không? Không thì em lên hàng bơm tiếp tục. Em xả bơm hay là mấy chị muốn lên hàng bơm mới vậy? Thôi em xả thêm vài cái đó đi mấy chị yêu ơi. Rồi mắt kính cho em mấy chị yêu ơi. Mắt kính nè. Rồi chị nào ôm kính chút kính cho em. Rồi chị nào ôm kính chút kính cho em nha. Kính cho em là kính 13. Kính 13 cho em nha. Bán mấy chị 13 ngàn thôi. Đó mấy chị mùa dịch này nè. Mấy chị á, đi ra đường phải cần mang kính vô nha. Nó không là nó bay vô mắt mấy chị á. Kính nha, mua cho bé rồi hay mua người lớn rồi á, đi ra đường nhớ mang kính vô giùm em nha. Bịch khẩu trang phải mang kính vô mấy nha mấy chị ơi. Đó, người ta bán là 60 ngàn một cái kính thôi đó, nhưng mà em bán mấy chị 13 ngàn thôi. 13 ngàn kính. 13 ngàn kính nha mấy chị ơi. Rồi đây bụng tóc nè mấy chị, bụng tóc nha, 10 giờ 18 ngàn. Bụng tóc mình nhiều sợ lắm mấy chị ơi. Bụng tóc nha, 18 ngàn nhiều sợ lắm, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt em 18 ngàn, 13 ngàn cho chị Phạm Ngọc Oanh nè. Ok chị yêu nè, ok chị yêu nè nha. Rồi móng tay nè, có nó tặng cho mấy chị nè, trộn bài đẹp quá à. Đó cái này là nó tặng miếng dán ba keo với lại cây dũa móng tay nè mấy thao thấy không chị. Rồi chị nào ưng cái này thì chốt giùm em, ghi giùm em là mã 12 ngàn. Thôi ghi 10 ngàn được rồi mấy chị ơi, 10 ngàn luôn. Đây nè, đẹp nha mấy chị ơi. Đó, 10 ngàn giùm em, 10 ngàn nha, 10 ngàn cho em nha mấy chị yêu ơi. Đó mấy chị không đi, không có dịch mấy chị không có đi làm móng được, mấy chị mua về mấy chị làm nha. Rồi cái này là cái camera đèn mấy chị ơi, cái đèn pha xe đạp. Cái này là cái đèn pha xe đạp giống như là cái camera mấy chị yêu ơi. Đây nè, cái đèn pha nha, cái đèn có cái đèn này giống như là xe đạp vậy đó mấy chị ơi. Đó, rồi chị nào ưng cái đèn này thì chốt giùm em nè. Cái này chốt có công tắc cái gì nè mấy chị ơi. À, nó có công tắc phía trên đây nè. Đó, mấy chị nào đi tối thì tắt lên nha. Rồi chị nào lấy cái này thì ghi giùm em mã 45. 45 nha chị nha, 45 thôi. Lấy mấy chị 45 ngàn. 45 ngàn. 45. Rồi phấn mắt ghi giùm em. Ghi phấn mắt giùm em là ghi em 32 ngàn. Phấn mắt 32 ngàn. Rồi bây giờ ghi cái đó đi. Bốn mươi lăm, 32. Phân bể 32. Rồi đây áo sơ mi nè mấy chị ơi. Áo sơ mi. Áo sơ mi cái mỏng mát. Áo sơ mi giải bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi áo sơ mi giùm em. Rồi sơ mi này bán cho mấy chị 68 ngàn thôi, hàng xịn giùm em nha. Giải đẹp lắm mấy chị ơi. Giải đẹp lắm. Đây à, giải đẹp là nó có đồ hắt hút luôn mấy chị. Đó mấy chị muốn hút tới đâu thì mấy chị kéo lại nha. Rồi 68 ngàn. 68 ngàn đem áo sơ mi nha mấy chị nha. Áo sơ mi cổ cứng luôn nha mấy chị nha. Rồi chị là ưng thì ghi em sơ mi 68 ngàn. Sơ mi kiểu không mấy chị nha. Sale cho chị 68 ngàn luôn. 68 ngàn. 68 ngàn. Đặt ghi 68 ngàn vô. 68 ngàn ra đây đầm mấy chị ơi. Đầm bán 7, bữa hôm bán 75 là cái giá của nó là
mắt nha. Tôi chỉ đã ứng thì chốt giùm em. Đằng đằng giùm em. Đằng giùm em 70.000 thôi. Sale thì 70.000. Giải bao đẹp, không đẹp quay đầu trả lời người em nha. Nè, ở phía sau là có cái nè, có lưng chung luôn nha. Rồi cho đâu, ưng thì ghi 70.000. Bữa hôm bán 75 luôn á. Bữa hôm bán 75 là cái giá của nó là 100 mấy á. Giá 100 mấy nó bán 75. 75 bây giờ mình sẽ ưng cái gì là 70.000. Chị đầu ưng thì chốt cho em 70 được em. Đây nè, em còn cái áo nữa chị ơi. Hồi nãy nói áo chị nào dành nè. Em còn cái áo thôi chị. Cái áo thì đã bán nhiều rồi. 58.000 thôi. Sale chị 58.000 cái áo này nha. Rồi chị nào ưng cái áo đá này thì ghi 58 nữa, có chị nào dành đó mấy chị ơi. Chị nào dành đó mấy chị. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền 58.000. 58 nữa chị ơi. Quá đẹp luôn, 58 còn cái. 58.000 còn cái. 58.000 còn cái mấy chị ơi. Rồi đây áo thôi mấy chị ơi. Em chào chị Huyền Chân nè. Rồi đây áo giùm em. Rồi chị đầu ưng áo ghi áo giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi. Size L nha. Áo size L giùm em. Rồi chị đầu ưng áo ghi áo giùm em. Áo này sale cho mấy chị 65.000 thôi. Áo 65. Áo 65 giùm em nha mấy chị ơi. Áo 65 lên mấy chị ơi. Áo 65 đẹp cực kỳ luôn. Áo 65 nha mấy chị ơi. Áo 65 size L. Áo 65 size L. Em quay nhanh luôn mấy chị ơi. Mấy chị còn xem không mấy chị ơi. Áo 65 màu xám đó. Áo xịn đó mấy chị ơi. Mấy chị nào đang xem mấy chị tránh thì em đi để em coi có gì. À, áo sơ mi nè. Áo sơ mi mấy chị ơi. Đây áo sơ mi nó che cái sản phẩm mất tiêu của em thấy. Mùa nào nó lại ai dặn nó thôi. Cô Lâm Quy. Rồi em lên cái này nó xuống nha mấy chị yêu ơi. Không thấy
thấy ai chấm chấm, không thấy ai làm gì hết trơn á. Rồi kính 30 giùm em nha mấy chị nha. Rồi đây, sang cực kỳ sang luôn. Kính 31 giùm em. Kính 31 có bọc luôn. Kính 31 giùm em có túi nha mấy chị ơi. Có túi giùm em luôn. Kính 31 là có túi nha mấy chị yêu ơi. Có túi có đồ lau luôn nè. Rồi kính 31. Kính 31 cho em. Đó. Kính 31 nha mấy chị, ra ngoài mấy chị mua cũng 80-90 cái mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Kính 31. Kính 31 rồi. Kính 31 với chị Huế Chi nè. Ok chị Huế Chi kính 31 nè. Đi kính 31 với chị Huế Chi nè. Ok chị yêu nè. Khánh An 29 nè. Ok chị Khánh An 29 nè. Đây là nó để cái tờ ghi giấy gì nữa nè. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha. Ai ưng kính ưng thì chốt kính giùm em. Cái này cái gì nó không có ghi bực bội ghê luôn á ta. Mấy chị chấm chấm lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm chấm đi mấy chị. Rồi son cho em. Rồi chị nào ưng son chút son giùm em này. Có cái gì nào muốn lên son không mấy chị? Son nè mấy chị ơi. Son giùm em. Rồi son này là cái màu nu. Son này là cái màu da mấy chị, mấy chị. Màu tay á mấy chị. Rồi đây. Đây cái màu tay nha. Rồi chị nào ưng cái màu tay này ghi mấy bạn 25.000. Son 25. Son 25 cho em. Son 25 cho mấy chị nha mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào ưng son chút son 25. Son 25. Còn cái màu này là cái màu tay á nè mấy chị yêu ơi. Rồi thôi đi. Sai. Để em lên đồ đi.
lắm mệt đó. Hả? Chị Cam mấy 65 mặc ok luôn á. Chị Cam mấy 65 mặc ok nha. Tại vì 75kg em sợ á, nhiều khi á trừ hao luôn mấy chị thắt người á. Còn chị mấy 65 là bận giường á chị ơi. Thôi bận vô coi. Đây nè, em còn bóp phía sau á nè. Hôm đó em bán nó 240 á. Em thấy chị là khách quen là chị biết rồi đó. Em mà bán cái này là mấy chị nào mà khách quen, mấy khách cũ mà mấy chị biết rồi đó. Em bán giá là bữa hổm là 240. Rồi giờ chị nào ưng thì chốt em đi mấy chị ơi. Em bán được số lượng lớn á mấy chị nên em bán với mấy chị giá rẻ. Đó. Còn mấy con nữa hết rồi đó mấy chị. Thấy không? Nè. Coi vậy thoải mái luôn, em kéo ngay cái đá luôn là mấy chị biết rồi, cái hàng này là hàng cao cấp rồi đó mấy chị. Đó em mặc rộng mà. 7 rồi đó chị, mà nó có 1m2 à. Coi chị đâu ơi, mày chốt cho em liền. Đó. Chị ơi, Trần Đòn mặc vừa cho chị Trần Đòn ơi. Đây, coi dễ lắm cái áo mà thì lúc trước em kéo to tối ngày cho mấy chị xem đó, rồi chị đâu ơi thì chốt cho em liền. Đó. Mã 80, 80 lửa nào vậy? À 80 là cái này nè. Rồi 80 cho chị Phạm Ngọc Anh nè, ok chị Phạm Ngọc Anh nha. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em tay lỡ 150. Cái giùm em là áo 150. Đó. Em là 66-67kg rồi đó. Mà nó còn rộng đó, em mặc là nó còn rộng đó. Tại vì em trừ hao với chị thôi. Tại sợ nhiều khi có nhiều chị lùn á, nên mặc cái có ngấn á, bữa hổm có chị kia nó chốt coi bị ngấn. Nên vậy em trừ hao. Nhưng mà tại vì em 67. 67 là nếu mà 67 là cũng gần 70 rồi. Mà tại sao bị ngấn chắc nó, chắc chị đó hấp người á nên nó bị ngấn á. Còn chị nào cao là mặc ok, 75 hay là 80kg mặc cũng vừa luôn á chị. Rồi chị nào ưng thì chốt em. Đây em có còn một con sắc mắt với vài con áo dây đó chị. Thôi em gán. Em gán sale hết luôn á chị ơi, là ngày mai em chụp hình với chị. Để ngày mai em chụp hình. Ngày mai nữa là em không có lên cái hàng này nữa nha. Ngày mai nếu mà em bán hết rồi không ấy nha. Kem dưỡng da tay, chiết xuất ô liu, dưỡng ẩm, không nhờn cho nam và nữ. Là nam nữ mà là xuất được đó nha mấy chị nha. Rồi chị đào ôm cái này. Làm mềm da tay nha mấy chị nha. Dưỡng ẩm da tay nè, da tay chị nào mà khô quá mấy chị. Đây, nó bán tới 95.000. Rồi chị nào ghi thì ghi giùm em là 45.000. 95.000 em bán chị 45.000. Rồi chị đã ưu chốt em. Dưỡng ẩm không nhờn cho nam và nữ nha. Không nhờn. Đó. Kem mấy chị yêu em. Rồi chị đã ưu thì kêu là 45.000 dưỡng da tay. 45.000. 45.000 dưỡng da tay mấy chị yêu em. Cho da tay chị nào, da tay da chân chị nào ẩm á, bị khô bị nứt á, sức lên thằng em. Rồi đây kính nè mấy chị ơi. Kính xịn nè mấy chị yêu em. Kính rồi không có giá luôn mấy chị ơi, mất giá luôn rồi, không biết giá hay sao luôn. Kính xịn nè mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay mấy chị ơi. Kính xịn nha mấy chị nha. Rồi đây chị nào ưng thì chốt cho em con này. Ồ kính xịn nha. Rồi kính xịn giùm em. Rồi chị nào ưng kính chút kính giùm em. Kính này ghi giùm em là 16.000. Kính xịn nha, 16.000 cho em. 16.000. 16.000 cái kính này nha mấy chị yêu ơi. 16.000 cái kính này rộng bự nè mấy chị. Cái này là cái rộng bự nè. Mấy chị có thể bảo vệ được mắt nhiều nè mấy chị yêu ơi. Rồi chị đầu ưng thì chốt em. 16.000. Kính 16.000 nha. Nó có thể bảo vệ mắt an toàn luôn nha mấy chị nha. Đi ra ngoài gió luôn á mấy chị. 16.000. Rồi đây. Hàng này là hàng cao cấp luôn mấy chị yêu ơi. Rồi chị đầu ưng thì chốt cho em liền. Đó, rồi chị nào ưng kính này thì chốt kính giùm em. Kính này mang đẹp nữa chị ơi. Rồi, chị nào ưng kính này cái giùm em là. Rồi, cái giùm em là 25.000 cái kính này. Sale rẻ mấy chị luôn, 25.000. 25.000 cái kính trắng này, đẹp quá đẹp luôn. Đẹp không ta? Mẹ có mang hộp không tí nha. Hộp không? Để cái này mang nha mấy chị. Rồi em để cái này em mang nha. Thấy hộp không mấy chị ơi? Thấy hộp không mấy chị ơi? 25.000 thì các em lấy mang luôn. Rồi em xin cái này nha. Trời ơi em định chốt. Rồi ok thôi chốt với chị Lâm Nguyên luôn đi. Chốt với chị Lâm Nguyên 25 là lỡ lập giá rồi. Chị Khánh An sao rồi? Chị Khánh An sao rồi nha chị nha. Rồi đây. Kính đèn quá chị yêu ơi. 25 em hết. Rồi kính đèn nè. Rồi kính đèn nha mấy chị yêu ơi. Thấy không?
nè mấy chị, vô ống tối mấy chị, nó có đèn vòng vòng nè mấy chị ơi, thấy không? Rồi chị nào ưng kính đèn này chốt kính đèn giùm em, ghi em là 27.000 kính đèn nha, kính đèn đó, nó có nhiều đèn luôn, nó chớp chớp rồi xong rồi bấm lên rồi nó chớp chớp, thấy không mấy chị? Chớp chớp nè, rồi một màu nè đó, cái này là một màu đứng chuẩn luôn, thấy không đó? Rồi em tắt nè đó, là chị đây là gì nữa nè, kính 27 nè đó, em gài cái pin lại làm cho nó đựng hao pin nè, kính 27 nè, cái này bỏ bọc đi ngay đi, kính 27 cho chị không? Rồi còn cái nè, rồi chị nào ôm cái kính này à, để chị 13 với lại 16 con 3 16 lại nè, 16 nè. Ba là nào vậy chị? Rồi em thấy em giờ hiện tại em có 16 là 13 là gì chị ơi? Rồi ok em chốt với chị 13 nha. Chị Ngọc Ngọc Quanh là 16. 13 là gì vậy chị? 13 là gì vậy chị ơi? À, chị Ngọc Quanh ơi chốt liền nha. Không chốt liền là một tí nữa hết á. 13 là gì vậy em? Qua lâu rồi cái em mua cái chị ơi. Rồi đây kính kiểu nha. Ờ kính xịn nha mấy chị nha. Kính xịn nha mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng cái này ghi em. Ghi em là mã 32 hàng xịn giùm em luôn. Cái này em định mua chụp hình nè mấy chị. Đẹp quá không? Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha. Rồi ưng thì ghi giùm em mã 32 hàng xịn nha. 32 mã 32 nha mấy chị yêu ơi. Đẹp quá. Đó, con để luôn á. Đó. 13 là gì vậy chị Ngọc Oanh ơi? 32 chị Lâm Nguyên luôn nè, ok chị Lâm Nguyên nha, ok chị Lâm Nguyên nè, đây nè tặng cho chị cái miếng miếng để kiến luôn nè, đúng rồi nè, 32 nè, để cái đồ lau kiến vô cho chị nè, bỏ vô luôn, em gán lên này cho hết đi, ngày mai em chụp hình hay là gì đó em không lên này, em làm mai em lên đồ nha mấy chị nha, nên bữa nay mấy chị nào mua thì chốt cho em nha, hoặc là ngày mai em xả đồ thôi. Em hết rồi. Em hết rồi mấy chị ơi. Chị nào muốn lấy sỉ giúp lưng inbox cho em bắt rẻ mấy chị luôn nha. Rồi đây iPhone 7 nè. iPhone 7 giùm em. Trời chị lấy 23. Tại gì? 23 mình coi mình à coi có gì 23 không? Thì 23 có không? Kiến đèn á. Kiến đèn là 30. 30 hả? Cái đó là 23. Cái đó là 32. Đây ấp lưng nè mấy chị ơi, ấp lưng iPhone 7 chị nào lấy em để mấy chị 12.000 chị nào em có hai con luôn nè, đó có mang cặp với ai không, chị nào lấy hai cái này 20 nha, ốp lưng 7 iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 mang vừa, rồi chị nào ưng thì chọn ốp lưng giùm em nha, ốp lưng một cái là 12.000, hai cái 30, hai cái 30 nha mấy chị yêu ơi. Rồi rồi 20 cặp này cho chị Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh nè. Rồi cái này là của iPhone 11 Pro Max. Ủa, iPhone 11 thường nha mấy chị ơi. iPhone thường nha, iPhone 11 thường nè. Rồi, iPhone 11 thường ghi giùm em 13.000. Đó, 13.000. Ai lấy hai cái em để với chị 21.000. Đó, 21.000. Thấy không? Mấy chị về mấy chị mua cái này biết nhiêu? 40-50.000. Đó, em bán rẻ chị luôn. 13.000 cái, chị nào lấy hai cái em để với chị 21.000. 21.000, đây 21.000. Rồi cái này là hiệu của ai vậy mấy chị? Hiệu này là của ai nha ma? Hiệu này là của ai vậy mấy chị? Đây nè, cái camera gì chút tí tí nè mấy chị. Đó, camera gì nhỏ nhỏ, ba cái camera nè. Của ai vậy mấy chị ơi? Cái iPhone này của ai trời? Ủa cái điện thoại này của ai vậy mấy chị? Nè cái điện thoại nè coi coi. Rồi thôi đây. Đây. Rồi chị nào lấy cái này em để cho mấy chị 10.000 luôn đi. 10.000 nha. Đó em không biết cái này hiệu gì nữa. Giờ em bán đại luôn, bán 10.000. Rồi chị nào ưng thì chốt em 10.000. Ghi mã số 10 giùm em. Mã số 10 giùm em đi. Nha. Trời ơi. Nó có nhiều 4-5 cái. Không mà để qua bên đi. Qua nhanh nhanh đi. Bây giờ
Samba là cái gì em cũng biết, tôi kiếm lại cho con lai lợi cho chị xem coi, hồi tôi chừng chị nghe lộn nguyên nhân mã đó hết luôn. Cho anh chị lên cho anh, tôi đưa cái đó lại luôn đi, đưa mấy cái đó lại luôn. Cái con nhỏ này đưa lên đi rồi hả đậu, rồi đây nè mấy chị ơi, em đưa lại mấy chị nha. Rồi mã này là mã 29 giùm em, mã 29 đẹp cực kỳ luôn. Cái đó là iPhone cái gì y nó 6 được không, không biết nữa. Chị nào mà xài cái đó thì em bán rẻ mấy chị đó, mấy chị nhìn thử thôi, cái giống cái điện thoại mấy chị không, mình mấy chị chốt nha. À iPhone 6 là còn cái kia đúng không, ra ngoài có còn cái nào iPhone 6 không, đưa chị hai liền đi, hình như là có đó chị ơi, em có iPhone 6 á. Rồi đây, rồi chị nào ưng cái này thì ghi em là 29 hàng xịn giùm em nha, 29 mã 29 giùm em, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị đợi một xíu nha, iPhone 6 đúng không, iPhone 6 để em coi coi con cái nào iPhone 6 em bán cho chị nha. Mẹ lựa đi con, có con bò sữa không hay luôn à, úp lưng đó mà. Rồi chị nào ưng thì chốt em 29 mã 29, rồi mã này mã 30 nè, xịn xịn không á chị ơi. Rồi mã 30 rồi mấy chị quay, mã 30, mã 30 nha mấy chị quay. Rồi chị nào ưng mã 30 nè, hàng sang cực kỳ sang luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em 30, 30 nha mấy chị quay, đẹp quá, 30 nha mấy chị quay. Rồi chị nào ưng kiếm 30, chốt kiếm 30. Rồi đây, để này đi chị hay like cho. Rồi đây, em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi mã 30 nha, chứ lại mã 29 nha. Ui, rớt rồi kìa, rớt xuống trên bịch kìa. Rồi đây iPhone mấy chị quay, cái này nè, iPhone 7 nè, iPhone 7 nè, iPhone 7 nha mấy chị ơi. iPhone 6 đang vừa không? Mà iPhone 6, iPhone 7 đang vừa không? Rồi 29 nha cho cô Nguyễn Ngầu, Nguyễn Hạnh nè. Rồi đây mấy chị ơi, iPhone 7, iPhone 8 nha mấy chị ơi. iPhone nào đâu? Măng kêu măng 29 là cái nâu rồi nè. Rồi đây nè mấy chị ơi, rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em 15 ngàn iPhone 6, iPhone 7 gì á, 78 gì đó. Rồi chị Đào Ưng thì chốt em, đó camera y hịch của mấy chị, mấy chị chốt giùm em nha. Rồi chị Đào Ưng thì nhanh tay chốt em 15 ngàn. Rồi cái này 10 ngàn cho em đi, 10 ngàn luôn, iPhone 567 nè, 10 ngàn cho em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, 10 ngàn. Mấy chị ơi, xài điện thoại gì mấy chị báo đi em lên cho mấy chị xem. 10 ngàn có thấy á. Rồi cái này sale cho mấy chị là 10 nè, iPhone 7 luôn, 17 ngàn, hàng xịn nha. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn, iPhone 7 giùm em 17 ngàn. Đó, 17 ngàn giùm em nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này nhám nhám mấy chị, ngoài này nhám nhám đẹp lắm, 17 ngàn giùm em cái này. Mấy chị xài iPhone điện thoại loại gì em, mấy chị báo đi nè. iPhone da mấy chị ơi, cái này iPhone 10, cái này thường hay là cái này thường hả anh, cái này thường phải không, cái này iPhone 11 thường hả, cái này thường hay là gồm mát ta, giống là bự bằng nhau không. Rồi cái này iPhone 12 giùm em, iPhone 12 giùm em có da luôn nha. Rồi ghi giùm em là 39 ngàn, ghi giùm em 39 ngàn nha mấy chị nha, iPhone da luôn, con mắt đậy luôn, hàng xịn giùm em nha, cái này là hàng xịn cao cấp giùm em luôn nha mấy chị ơi. 39 ngàn, ghi mã 39 giùm em đi mấy chị ơi, ghi mã 39. Rồi lên tiếp mấy chị nè, mã 39. Rồi đây cái áo mấy chị ơi, rồi ghi cái áo giùm em nè, cái áo xịn luôn mấy chị yêu ơi, cái áo 200 mấy nữa nè. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em cái áo nè mấy chị ơi, cái áo có nón luôn, đẹp quá. Rồi áo mấy chị ơi, ở phía sau nè, đó, áo giùm em nha. Rồi chị nào ưng áo chút áo cho em, xịn đây là xịn luôn. Rồi chị nào ưng cái áo này, chị nào ưng cái áo này chốt cho mấy chị, chốt cho mấy chị 85 ngàn, 85 ngàn áo nha, mấy chị còn ai mặc vô không, mấy chị có cần ai mặc vô không, mặc cho chị xem, 85 ngàn mấy chị quay, 85 ngàn, thôi 80 ngàn thôi, xả chị 80 ngàn luôn đi mấy chị ơi. Rồi 80 ngàn, đó phía trước là trơn nha, đó nam nữ mặc được hết nè, phía sau là
luôn thì chốt cho em liền. Xỉn ơi là xỉn luôn. Rồi mấy chị là ghi cho em là 80.000 thôi mấy chị ơi. Đó, che nắng được luôn nha. Rồi, người lớn với em thì mặc cũng được hết. Phơm này là phơm gọng gọng á, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mà chị nào ưng thì ghi em 80. Nè, bỏ vô bao. Nè, cái bao của nó nè mấy chị. Đó, cái bao của nó nha. Đây, hẻ nè. Rồi, 80 đi. 80 cho em. Chị Lâm Vy 80 kìa. 80 chị yêu ơi. Chị nghe không rõ. 80, số 80. 80 chị yêu ơi. 80 chứ phải 60. 80 chị Lâm Nguyên ơi. Rồi ra dép mấy chị ơi. Dép bé rồi mấy chị ơi. Rồi dép bé rồi mấy chị ơi. Rồi ok chị. Rồi đây dép bé. Dép bé size 27. Dép bé size 27. Đây dép bé size 27 nè mấy chị ơi. 27 nha dép bé. Cây đế của nó nè mấy chị. Đó, 50.000. 50.000 rồi chị nào ưng thì ghi em là 50. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn, 50.000 nha. 50.000, dép size 27 nha. 50.000. Đó, 50.000. Dép size 50. Ủa size 27, 50.000. 50 thôi mấy chị ơi, chị nào mà mua dài cho cháu rồi đó, cho con cho cháu thì rồi chốt cho em 50. Dài 50, dài 50. Rồi em lên tiếp tục cho mấy chị. Trời ơi, trả giá được rồi. Không có được rồi. Em sale là em bán lỗ rồi đó. Em còn ứ hàng sống này là em lỗ quá.
80. Khuya rồi em để chị 80 thôi chứ em không có giảm được nữa chị ơi. Rồi đây em lên lấy đâu ta chị? Em đã giảm rồi cho mấy chị là con nửa giá tiền rồi đó. 60 kg 1m55. 60 kg 1m55. Đồ nào quý chị, chị muốn hỏi đồ nào. Rồi đây chân quấy giùm em. Dễ thương quá. Chân quấy giùm em nha, mặc dù như thế nào xịn nha. Không, chị ơi. Chân quấy xịn giùm em là size M. Size M cho mấy chị yêu ơi. Size M. Ok 80 không chị? Được thì chị ok 80 giùm em chị ơi. Đây nó bán 188.000. Đó. Rồi chị nào ưng thì ghi em là 90.000. Hàng xịn giùm em nha, ghi hàng xịn nha. Hàng riêng xịn giùm em nha mấy chị ơi. Hàng riêng xịn luôn. 90.000. Eo 88. Chị thích đồ bông hay là đồ màu chị? Chân quấy giùm em. Chân quấy em 55 57 kg đổ về bằng dừa mấy chị. Hình như em mặc dừa không ta? Sao nhìn giống như mặc dừa có hung co giãn nữa. Có chưa? Ok hả? Ok là lấy gì vậy? Ok 80 á. Rồi ok 80. Rồi ok chị nè. Có quần ở trong luôn đó thì chị. Ồ, mặc dừa luôn. Riêng này mặc dừa luôn mấy chị ơi. Riêng này em mặc dừa luôn nè, nó có độ co giãn. Cái chân quấy này nó có độ co giãn mấy chị ơi. 180.000 rồi chị nào lấy để 90 thôi. Đồ bông. À đồ bông hả? Đồ bông giờ sắc nắp áo dây à có nè chị. Đẹp quá mấy chị ơi. Chị nào ốm ốm tí xíu nó mặc ok, nó mặc chung với áo tay dài gì đó. Mười gì cộng chung là gì vậy? Dễ thương quá. Đây nè. 180.000 thôi nè. 188.000 nè. Rồi ok. Xe mờ nhưng mà nó có độ co giãn. Nó có độ co giãn đó mấy chị. Cái giải của nó giải tốt quá, có độ co giãn nó nên mặc được luôn. Để chị cho chị Kiều Duyên coi luôn nè. Báo vậy. Mặc hợp luôn ha. Rồi chị nào ưng thì chốt em. 90 cho cô rồi. Có chân quấy, có quần phía trong luôn. Có quần phía trong luôn, xịn lắm mấy cô ơi. 90. Rồi đợi tí xíu nha chị Kiều Duyên nha. Đợi em tí xíu nha. Em sale hết cho mấy chị luôn đi. Rồi đèn led gì nữa nè mấy chị ơi. Rồi mất tiêu cái sản phẩm rồi. Rồi đây đèn led. Đây là đèn led mấy chị ơi. Rồi đèn led là chị nào ưng thì chờ chốt giùm em. Nè cái đèn led nè mấy chị ơi. Cái đèn nè. Cái đèn này để em coi, để em coi coi nó sử dụng cái gì ta. Có công tắc hay gì ta. Rồi đèn led nè. Đèn led chị nào lấy em để chị là 25.000 đi. Đèn led 25.000. Đèn led 25.000 đó chị ơi. 25.000. Để em gỡ cho chị xem. À cái đèn led 25.000 chị về nó chị gắn nha. Sáng lắm. Đèn led hình như là sáng lắm nè. Led là sáng lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng đèn led thì chốt đèn led giùm em. 25.000 cái thôi. 25.000. À đây nè mấy chị ơi, mấy chị về sạc pin hay gì đó. Nó mới có dây sạc, nó tặng dây sạc cho mấy chị bên đây luôn nè. Cái dây sạc nằm bên hộp bên đây nè, để em lấy mấy chị xem. Em lấy cho mấy chị xem nha. Đây. Dây sạc cho sạc mấy chị luôn nha. Cũng có 2 dây luôn nè. Đó, cộng gì nữa nè. Rồi dưới lại là cái đèn led nè. Ở đây là nó có công tắc nè, mấy chị bóp vô là nó nổi đèn lên, sạc lên đó mấy chị. Mấy chị sạc rồi mấy chị bấm lên có đèn led luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em đi. 25.000 cái thôi. Phê rồi bán ghẻ ngủ mấy chị ơi. Bán ghẻ cho hết cái nguyên bao này em nghỉ. Em bán đồ, em bán quần áo rồi. Đó. Nơi mốt mấy chị kiếm em hư bán đồ bơm nữa là không có nha. Gần Tết rồi lấy đồ về bán Tết mấy chị ơi. Không bán hàng này nữa, bán này cực quá. Một lời không có nhiêu trong lỗ luôn mấy chị. Mấy bao, ba bao chú này em bán lỗ mấy chị yêu ơi. Buồn gì đâu luôn á. Không có sức để like luôn á. Gán mà để lấy lợi vốn thôi đó mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt em 25.000 cái nha mấy chị nha. 25.000. 25.000 mấy chị ơi. Đâu có hồng bông đâu. Rồi đây em lên được bông cái nữa rồi. Em lên hàng cơm còn được có mười mấy cục nữa à. Rồi em lên cho nó hết cho chị mấy chị hết luôn nha. Mấy chị có xài lót lưng nào mấy chị báo cho em. Rồi em chụp xong rồi á, cái hãm đó ai mà lấy thì em bán lại luôn. Em lấy cái hãm chụp. Rồi đây nè. Đồ bông mấy chị ơi. Phun tơ hoa nhiêu? 130.000. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em mã 1 giùm em mấy chị ơi. Nhiêu ký vậy? 65. Nó 60 ký là về đổi về. Nhiêu?
sáu một tí rồi về. Sao con mặt vui vậy? Thì con giảm nha nữa. Rồi chị đặt ước thì ghi em 62 kg đổ về đi. 60-62 kg đổ về. Rồi chị đặt ước thì chốt em mã 1. Đó đẹp không mấy chị ơi. Mã 1 phun tơ qua luôn nha mấy chị ơi. Phun tơ qua ghi em là mã 1. Ghi giùm em là mã 1 nha mấy chị nha. Mã 1. Thôi em mặc cái áo thôi, cái quần thì em vô lên cho mấy chị xem nha. Mã 1 nè. Tại em qua nhanh hàng bơm luôn mấy chị yêu ơi. Mã 1. Rồi, mã 2. Bông này là mã 2 giùm em. Đó, 60 kg đổ về. Rồi mã 2. Mã 2 quần đây. Đó. Rồi chị nào ưng mã 2 chốt mã 2 cho em. Mã 2 nha mấy chị ơi, mã 2 đẹp quá nha mấy chị. Chị nào ưng mã 2 chốt mã 2. Mấy chị muốn lên xe bao nhiêu ký thì chị báo nha. Lên xe bao nhiêu ký thì mấy chị báo giùm em. Rồi mã 1 cho chị Khánh An nè. Ok chị Khánh An nè. Rồi mã 3 cho em con nè. Rồi mã 3 cho em con beo. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 3 đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền mã 3. Mã 3 giùm em nha. Mã 3. Mã 3. Rồi con này mã 4 cho em. Mã 4. Đó mấy chị muốn lên xem lại cái mẫu màu mẫu mã máy thì mấy chị báo nha. Xem không kịp thì báo giùm em lưu lại cho mấy chị xem. Rồi mã 4 giùm em nha. Rồi mã 4. Đẹp quá. Mã 4. Chị Kỳ Duyên ơi, chị kết bạn cái số Zalo phía dưới thấm lê ghim bài đó 0774842263 vô Zalo. Em có chụp từng mẫu luôn đó chị. Vô đi em gửi hình số 3 cho chị xem kỹ hơn. Rồi đây, mã 5. Mã 5 là áo dây, cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã 5 có 2 túi nha. Bộ nào cũng có 2 túi hết dùm em. Mã 5. Đợi em tí xíu nha, hàng bơm để em tí xíu mấy chị ơi. Em còn ở em ba, em like cho hết luôn. Ok chị yêu luôn à. Em vô đi chị gửi cái số 3 nha. Vô gửi đi. Mấy chục bộ lần rồi em không có lấy được đâu. Mấy máy rồi mà. Rồi đây, con này beo này nè. Beo này mã 6 đi em vô gì đi. Rồi chị nào muốn lên nằm thì lên đi ha. Mã 6 đi em. Beo. Mã 6. Dạ ok chị yêu nè. Rồi con này mã 7. Beo màu nâu mã 7. Rồi con này mã 8. Bộ này mã 8 nha. Màu xanh này mã 8. Beo này mã 9. Mã 9 là 130 nha. Mã 5 130 cho cô Lâm Quyên ơi. Rồi đây con này mã 9 nè. Muốn xem lại mã nào thì con dở lên cho mấy cô xem. Muốn xem mã nào thì kêu con lên. Con xem cho mấy con đưa lên cho mấy cô xem. Mã mấy mà. Rồi mã 10 giùm em. Rồi mã 10 đẹp nè mấy chị ơi. Mã 10 con hỏi nhớ có ai hỏi gì á. Mà không có được ta coi. Mã 10. Rồi con này mã 11. Mã 11 em có xây từ 40 kg đến 75 kg nè chị Lâm. Rồi mã 12 đó. Em có đầy đủ size á chị Lâm Quyên, muốn lấy thì tí nữa mai thì inbox Zalo đi. Inbox Zalo đi. Số ký nào em gửi hình qua cho chị xem nó dễ đó. Muốn lấy size bao nhiêu ký thì cứ gửi cái số size thôi. Rồi mẹ em đưa cho chị xem cái chị Kiều Duyên lên số điện thoại đi. Lấy mẫu Zalo cho. Chị Kỳ Duyên ơi, lên số điện thoại đây mẹ em kết bạn Zalo chị vô chấp nhận cho dễ. Để em đỡ đi xe ba cho chị xem nó dễ hả? Mà coi nó dễ lắm. Rồi đây mình luôn. Đưa con mã năm thôi. Áo này áo trắng đẹp nha. Còn số điện thoại cho các bạn chị đi. Đây nè chị Lâm Quyên ơi, mã năm nè chị. Mã năm nè chị ơi. Mã năm đẹp lắm chị ơi. Đó, ưng ừ, mã năm chút mã năm nha. Ủa nãy mặc mã năm chưa? Đó, mã năm nè chị ơi. Đẹp lắm. Để mặc cái quần luôn cho chị xem. Em mặc thì hơi ôm. Rồi, mã năm giùm em. Chị nào ưng ừ, mã năm thì chút mã năm cho em. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mã năm nha mấy chị ơi. Mã năm.
bao đẹp luôn, hàng bông ha. Bên em là chụp hình luôn từng bộ một bên Zalo. Chị nào mà muốn xem kỹ thì qua Zalo nha mấy chị nha. Các bạn Zalo thấm lê mẹ em nha. Rồi đây, áo. Sọc mã 5 mà. Sọc hả? Đó, sọc đó. Vậy là sọc này hả? Ủa sao đi lộn mã vậy? Xong để trước đi rồi hãy tiếp. Đây nè, mã 5 là chị quay. Này mà mã 5 nè. Đó, rồi chị nào ưng mã 5 chút mã 5 nha. Chị chấp nhận đi em, kết bạn chị rồi đó chị. Rồi mẹ kết bạn rồi đó, chị Kiều Duyên chấp nhận giùm em nha. Đó, mã 5 chị ưng chút em. Rồi đây sơ mi. Ồ, sơ mi đẹp nha. Sơ mi là hàng đẹp giùm em nha. Sơ mi vét thì người ta có 2 nút à, 3 nút à. Sơ mi mấy chị quay, sơ mi vét thì nè. Rồi chị nào ưng sơ mi chút sơ mi giùm em. Sơ mi đẹp nè mấy chị ơi. Đó, rồi chị nào ưng sơ mi chút sơ mi giùm em. Rồi sơ mi này chị nào lấy thì em để cho mấy chị nè. Sơ mi này là 126.000 nè. Sơ mi, đúng rồi đó. Rồi ok chị, có gì chị điện em đi rồi em cho chị xem rồi chị chốt số ký. Rồi đây 126.000. Rồi chị nào lấy thì em để với chị là chị vô cái vụ phân nửa là nhiêu ta, phân nửa. Rồi chốt với chị 60.000 áo rồi luôn đi với chị ơi. Hơn phân nửa sẽ giảm với chị hơn phân nửa luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em 60.000 áo sơ mi nha. Cái gì vậy nó dũi lại nha, tại ship bọc nó hơi bị nhăn nó xíu thôi mà đẹp lắm. Rồi chị nào ưng thì chốt em áo sơ mi giải là bao đẹp cho mấy chị nha mấy chị yêu ơi, giải là bao đẹp cho mấy chị luôn. Mấy mẫu này là em đặt may nhà nên là mỗi bộ khác chút tiếng nhau cho là chị, dù chị thích chút tiếng nào em gửi qua chị xem cái chút tiếng đó. Sơ mi nó đẹp đó mấy chị ơi. Rồi cái cài nè, đây cái cài 35, cái cài này mắc tiền nha, cài 35 giùm em. Đó, cài 35 nha mấy chị ơi, cài 35 cài cua nha, cài cua, cài cua đó, lẹo lưỡi không bậy nữa. Cài chị thật ơn thầy chốt cho em liền cài 35. Mà anh cười gì vậy hả? Cài 35 nha mấy chị nha, cài 35, cài cài con cua 35 mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng 35 chút 35 cho em. Mình mặc áo đó không mặc như chết mặc gì. Rồi cài 35. Rồi kính nó nè mấy chị ơi. Ồ kính đẹp nha. Rồi kính nè chị yêu ơi. Kính là chữ V nè. Kính gì vẹt, vẹt gì nè mấy chị. Kính nè. Đó hiểu rồi nè. Rồi chị đã ưng kính chút kính giùm em. Rồi chị đã ưng kính này thì chút kính nha. Kính mà cái chồng màu đen á, giống như chồng màu đen á. Rồi chị đã ưng kính này ghi em là kính 15 thôi. Giảm cho mấy chị luôn, bán sale mấy chị luôn. Kính 15 về bán, về mang gì cũng được nha. Biếu tặng được cho mấy bà con rồi đó chị. Đó, giờ đang dịch nè, mua kiến về mang 19, có lộn 15 15.000 kính nha, rồi ấp lưng nữa nè mấy chị ơi. Kính 15 cho cô Lâm Nguyên, ok cô Lâm Nguyên. Rồi, cái này là giống của mẹ